Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lời Chúa. Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mùng 5 tháng 6, 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta long trọng mừng kính lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tha thiết, nài xin Chúa hãy đến với chúng ta bằng niềm vui, bình an, sức mạnh, ơn can đảm, tất cả những ơn cần thiết để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa cuộc đời hôm nay. Chị em chúng ta bắt tay chúc mừng nhau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hỏi coi tràn đầy Thánh Thần chưa? Hỏi coi vui không? Bình an không? Chúc cho nhau những hoa trái của Thánh Thần. Người thì cần niềm vui, người thần bình an, người cần sức mạnh, người cần can đảm. Xin Chúa cho chúng ta tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để cho lòng thương xót phục sinh. Lòng thương xót phục sinh. Hallelujah! Và thưa anh chị em, bây giờ thì chúng ta cùng bước vào bàn tiệc lời Chúa để xin Chúa Thánh Thần soi sáng, mở lòng, mở trí cho chúng ta tham dự bữa tiệc lời Chúa ngày Thánh Thần hiện xuống thật sốt sáng. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống có ngày lễ vọng chiều thứ Bảy. Hôm nay chúng tôi mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ chính ngày. Bài đọc 1 Trích sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó, tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sừng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người theo đạo, nào là người đạo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài gần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Chúng tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Chúa là Thiên Chúa con thờ. Công trình Ngài quá thiên hình vạn trạng, những lời Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Lạy Chúa, xin Ngài gần khi tới và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
lấy lại khi sinh là trung chuyên, chung trở ra các bụi trần. Sinh khi Ngài đến nơi nào là đường, tái tạo Chúa đổi mới khắp mặt địa cầu. Lạy Chúa, xin Ngài gần khi tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Vinh hiển Chúa luôn tồn tại mãi, công trình Chúa mãi hân hoan. Nguyện tiếng lòng Chúa luôn được thỏa mừng, Chúa là chính niềm vui cho cả đời tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gần khi tới, và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Mời anh chị em mở bài đọc 2 trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 12 câu 3b đến câu 7, câu 12 đến câu 13. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Xin xuống tràn ngập
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến câu 23. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay có thể nói là ngày sinh nhật của Giáo hội Công giáo. Ngày Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu. Ngày khai sinh ra Giáo hội. Ngày mà các tông đồ được tràn đầy Thánh Thần, như trong bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, là ngày thứ nhất trong tuần, nơi ở của các môn đệ, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Thưa anh chị em và các bạn, trong lúc người ta đang đóng kín cửa vì sợ hãi, Đức Giêsu đến hiểu rõ tâm trạng của các ông đang mất bình an. Khi anh chị em mình sợ hãi, có bình an không? Không. Sợ hãi vì nợ nó đang dí, có mất bình an không? Sợ hãi vì Covid nó làm cho mình vẫn còn hậu quả là chưa ngửi thấy mùi. Có những em, thưa cha, 6 tháng rồi mà còn hết Covid rồi mà vẫn chưa ngửi thấy gì cả. Nói sao mà chưa biết thì chưa ngửi thấy. Mẹ con mua sầu riêng về mà cả nhà ăn ai cũng khen ngon, mà mỗi mình con chẳng ngửi thấy gì. Con bảo cái gì đây? Sợ không? Sợ. Sợ chứ. Rồi sợ sắp sửa thế chiến thứ ba có không? Có. Có chứ. Cái ông mà đầu sỏ quốc tế mà ông điên điên lên, ông nổi khùng, ông bấm nút một cái rồi hai bên bấm nút qua bấm nút lại là trái đất này nó tan tành luôn, sợ không? Sợ. Rồi sợ, tôi thấy vừa mới hết Covid, lúc đang Covid thì toàn là xin khấn Covid, Covid. Bây giờ vừa mới hết Covid, toàn ung thư đấy. Bảo ủa sao lúc Covid không có ung thư à? Bảo có chứ, nhưng mà tại vì Covid nó mạnh hơn.
cho nên chỉ sợ Covid thôi, rồi ung thư nó có ấy. Nhưng mà cái kia nó, cái mạnh của cái sợ kia nó mạnh hơn cái mạnh của cái sợ này. Bây giờ thấy toàn ung thư không, nhiều quá. Ngày nào cũng có người nhắn tin, ngày nào cũng có người email, rồi ngày nào cũng có người đến. Cha chồng con thời kỳ cuối, bác sĩ bảo thứ bảy này. Tôi nói bác sĩ nào biết thứ bảy này chết. Nói vậy làm người ta còn có sức gì để mà ta chiến đấu không? Không. Dù mai có chết cũng bảo cứ khỏe đi, khỏe rồi chết cũng được mà. Cười rồi chết sướng hơn hay là khóc chết sướng hơn? Cười đi, cho người ta cười để người ta chết. Tôi vẫn sống. Rồi chào anh em nha, tôi đi nha. Chào Long, chào Long, đi rồi. Hallelujah. Vỗ tay đi, tôi chết rồi. Mừng quá. Kê bảo mừng quá, hôm giờ cầu mãi giờ nó mới chịu chết. Kẻ thù không đội trời chung. Thì thưa anh chị em, đông lúc mà người lo sợ, và cái sợ nhất ai cũng bảo là sợ chết, thì Chúa đến và nói bình an cho anh em. Có ai mà làm được như thế không? Có ai làm được như thế không? Mày cũng đang sợ, tao cũng đang sợ, bình an cái gì? Mày cũng đang đói, tao cũng đang đói, ở đâu ra bình an? Mày cũng Covid, tao cũng Covid, lấy đâu ra bình an? Mày thời kỳ cuối, tao thì thời kỳ giai đoạn chót. Mày thì thời kỳ cuối, tao giai đoạn chót, bình an đâu ra? Thế không ạ? Cùng trong rõ hết với nhau mà. Làm sao mà nói được như thế? Mà cũng chưa có ai, chưa có ai đứng sáng lập tôn giáo, hoặc là lãnh tụ, hoặc là tối cao nào lãnh đạo trên thế giới này mà có thể nói được với người khác là bình an cho anh em. Không hề. Tại vì bản thân người ấy làm gì có bình an mà cho. Bạn có tiền không? Cho tôi xin ít đi. Đi công tác bắt ai cho xin đi. Máu. Tôi thấy tụi bạn phòng phòng kìa. Dạ ấy cha, khẩu trang con nhét chứ có tiền đâu. Không có tiền lấy gì mà cho. Cha xin khẩu trang thì con có, mà xin tiền thì không. Không có lấy gì cho. Ta chỉ có thể cho cái mà mình có. Vậy thì ở đây có ai có bình an giơ tay? Ông nào cũng rũ nhún vai với lại lắc đầu đấy anh kia. Ôi cha đang ngủ gật. Sao ngủ gật nó không biết. Thì thưa anh chị em và các bạn, ta không thể cho cái mà mình không có. Và Chúa Giêsu đến thì nói rằng là bình an cho các con, vì Ngài là nguồn bình an. Trong nhật ký Faustina rất nhiều lần Chúa nói Faustina đừng sợ. Một người đang sợ mà nói người khác đừng sợ là thế nào được? Một người phải rất bình an, nguồn bình an, với nói các người con là đừng sợ, ta ở với con. Đừng sợ, có ta ở với con. Bình an cho các con, vì Ngài là nguồn bình an. Làm sao mà Ngài là nguồn bình an được? Vì Ngài là nguồn sức mạnh, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Không có quyền năng, gặp cái gì cũng run, gặp cái gì cũng sợ. Mà Chúa ban, nói Chúa ban thì cũng tội nghiệp Chúa. Mà Chúa để cho mỗi người có một cái sợ. Cô anh to con tốt tướng lắm, cái gì cũng không sợ. Mỗi tội đi ra, bắt đầu chích ngừa thì người ta phải đo huyết áp. Tự nhiên ở nhà huyết áp cứ bình thường mà lên, huyết áp cứ nhảy lên 180-200. Mà ở nhà bảo không, huyết áp con nhà đâu sao cha, chẳng bao giờ bị lên cả. Mà cứ ra mà sắp sửa chích ngừa Covid ấy, là bắt đầu đo huyết áp, cái lên y tá bảo ngồi chờ tim đập thình thịch, cái nó giảm, vừa mới đại đo lại lên. Mà về nhà vợ đánh vợ chửi nó cũng không lên, mà cứ đi ra đo là nó lên. Tôi cũng có vậy, có một cha cũng vậy thôi, to khỏe, tập thể dục thể thao mỗi ngày, bơi lội các thứ đủ thứ hết, huyết áp chẳng sao cả, mà cứ đi ra đo cả trung tâm mà đi chích ngừa với nhau, ra đo cái anh ngồi sao vậy, huyết áp lên, ra đo tí lại vẫn lên. Ba đo ba lần chưa chích ngừa được, chúng tôi về ngủ giấc rồi, anh vẫn còn đang ngồi chờ vì huyết áp nó lên. Mà sao vậy? Em không biết, cứ kim nó đụng vào hay là cứ đến gặp bác sĩ là tự nhiên huyết áp nó lên. Chưa biết gặp làm gì, gặp bác sĩ là huyết áp lên.
Có những người sợ vậy. Và có những người sợ con gián. Con nghĩ ông sợ sợ với con gián. Mà con gián thì mình bảo tao dí mày đập chết như con gián chứ phải không? Vậy mà gặp gián rồi. Con gì? Còn gián. Mỗi người có cái sợ riêng, chẳng ai dám, không ai nói mạnh được đâu. Chẳng có ai gọi là vô địch trên thế giới này. Nghĩ đi, hôm nay đang huy chương vàng, sau năm còn vàng không? Cái gì nó xuống bạc, cái gì nó xuống đồng, cái gì không có gì luôn ấy chứ. Thế không? Cho nên, chỉ có một đấng đầy quyền năng mới có thể nói được với ta là bình an cho các con được. Mà nếu mà đầy quyền năng, chưa chắc đã đem lại bình an cho người ta. Vì nếu mình đầy quyền năng, gặp là sợ. Những nước nào mà đang hùng mạnh nhất thế giới, nước khác gặp là sợ. Biết đâu được, nay nó đang bảo kê cho mình. Mai mốt mà có thằng nào mà lợi hơn là nó bỏ mình à. Mấy cường quốc trên thế giới mà đứng bảo kê hay là bảo lãnh hay là bảo vệ nước nhỏ, chưa chắc đâu. Mình cậy dựa vào họ không an toàn đâu. Khi thấy nước khác có lợi hơn là họ bỏ mình, họ bắn đứng mình để lấy cái lợi cho họ. Ai cũng chỉ nghĩ đến cái lợi của đất nước họ, của tổ chức họ và của cá nhân họ. Đúng thế không? Đừng có trông mong. Vì vậy mà Chúa Giêsu mới nói với Faustina và nói với chúng ta là đừng cậy dựa vào quyền lực thế gian. Quyền lực thế gian đừng cậy dựa và đừng tìm an ủi nơi người đời. Vì người đời, thưa anh chị em và các bạn, họ cũng thế thôi. Nay có lợi cho họ thì họ theo, mai không có lợi cho họ thì họ bỏ mình, dễ lắm. Vậy thì một đấng đầy quyền năng làm cho người ta sợ hãi nhưng lại giàu lòng thương xót. Hai cái đó có vẻ như là đối nghịch với nhau nhưng mà thực sự là một cặp bài trùng không tách rời nhau được nơi Chúa Giêsu, nơi Thiên Chúa của chúng ta. Nơi người thế gian có khi chỉ một trong hai mà thôi. Đầy quyền lực làm cho người ta sợ hãi, đâu đem lại bình an. Mà chỉ có lòng thương xót, không có quyền lực, không có sức mạnh, không có quyền năng, làm sao mà người ta có thể tin tưởng mà không mất bình an. Làm sao có bình an được khi anh nói với tôi, anh chỉ là xoa dầu cù là, lấy dầu xoa tí, này nghẹt mũi xoa tí, vậy thôi, này đầu tay xoa tí, thế thôi. Còn bệnh thì vẫn bệnh, không chữa được. Một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót để nói với ta rằng ta yêu thương con và ta có sức mạnh để bảo vệ con. Và ta hứa ban cho con cái gì thì là ta có cái đó. Ngày có ngày mới ban, mới cho, mới hứa. Cha cứ an tâm, cha cứ làm đảo lòng thương xót Chúa. Con hứa, ui giờ con còn mấy dự án, bao nhiêu? Ngàn tỷ à? Ngàn tỷ, bao nhiêu? 3.000 tỷ. Còn bà này bao nhiêu? 6.000. 6.000 tỷ. Vâng, bây giờ tôi mới xin được phép ra 6.000 tỷ, sao có giúp gì được không? Cái gì lắc đầu? Cái gì khó khăn lắm, nghe quen quen phải không? Cái gì khó khăn lắm? Cái gì khó khăn lắm? Khó khăn lắm, nói to lên cho rồi, vì thiệm thì tha thì thầm, nói thẳng là không cho đi, gươm khó khăn với chẳng khó. Tôi xin lỗi nha, thà nói thật là không cho thì Chúa còn để, còn nói dối ấy, mà muốn khó khăn Chúa bảo được, mày muốn khó khăn thì tao cho mày khó khăn. Nó muốn mà, anh này còn gì, thiếu thốn lắm, nãy 3.000 tỷ còn thiếu à? Được, muốn thiếu thì ta cho thiếu, không còn tỷ nào nữa thì mới đúng là thiếu thốn lắm. Còn anh kia nợ nần lắm, được, mới khoe 2.000 tỷ, bây giờ kêu nợ nần lắm thì ta cho nợ nần luôn. Sợ chưa? Chạy hết rồi à? Sao vậy, ông kia lại chạy rồi? Nó đâu rồi? Chạy rồi à? Đấy thưa anh chị em,
một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngài có, Ngài mới cho được. Và lời hứa của Ngài gọi là chắc như đinh đóng cột. Lời hứa đó là gì? Biết Chúa hứa gì không? Biết Chúa hứa gì không? Thầy ra đi thì có ích cho anh em. Vì Thầy ra đi thì Thánh Thần mới đến với anh em. Thầy đi và Thầy sẽ xin Cha ban Thánh Thần đến với anh em. Và Thánh Thần sẽ dạy cho anh em mọi điều. Anh em hiểu tất cả những gì Thầy đã nói với anh em. Lời hứa của Chúa hôm nay thực hiện. Chúa Thánh Thần tràn đầy trên các tông đồ và trên mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Tin không? Tin. Nếu không có Chúa Thánh Thần, Hội Thánh còn tồn tại đến ngày hôm nay không? Không. Nếu không có Thánh Thần, chúng ta có tin được là Đức Giêsu đã chết và sống lại không? Nếu không có Thánh Thần, chúng ta có thể gọi Chúa Abba Cha ơi được không? Không. Nếu không có Chúa Thánh Thần, anh quay sang ngó người bên cạnh, có nhận ra đó là anh em của anh không? Không. Không. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì bình an, hoan lạc, niềm vui không có được đâu. Nếu có chỉ là tạm thời, tạm bợ, cũng giống như là lời hứa của cái ông 6.000 tỷ kia kìa. Như gió thoảng mây bay mà thôi. Chúa không có hứa quậy, Chúa không có hứa lẻo. Còn chúng ta thì vai chính trong bộ phim không bao giờ dứt, còn mà nhà họ hứa. Đóng vai chính hoài, thôi đóng vai phụ đi. Không, thích đóng vai chính à. Vai gì? Còn mà nhà họ hứa. Mấy tập? Dạ, bây giờ còn sống thì vẫn còn tập. Bây giờ hết thì mới tập cuối. Vì đó Chúa muốn hứa. Hứa lèo, hứa quậy, hứa nhăng. Còn Đức Giêsu lời hứa ban Thánh Thần đã thực hiện. Và ngày hôm nay lời hứa ấy vẫn đang thực hiện và sẽ còn thực hiện. Vì nếu không có Chúa Thánh Thần, tôi cũng chẳng có gì để nói với anh chị em. Tôi cũng chẳng biết nói gì với anh chị em. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần, anh chị em cũng chẳng hiểu tôi nói gì. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta chỉ ngồi tán gẫu với nhau à, rồi thì 1, 2, 3 vô và 2, 1 vô. Rượu ngon vậy thôi. Còn nếu mà có Chúa Thánh Thần, thưa anh chị em, cái máy này một cục sắt đi, vậy mà làm cho bao nhiêu người trở lại đây. Họ nghe lời Chúa, họ nghe về lòng thương xót Chúa, họ nghe về những chứng nhân lòng Chúa thương xót, họ được Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí và tác động nơi tâm hồn họ, biến đổi họ và họ xin nhận biết Chúa, quay về với Chúa. Những người bỏ Chúa quay về với Chúa, những người chưa nhận biết Chúa thì nhận biết Chúa để xin lãnh nhận bí tích rửa tội theo đạo. Nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều lắm. Không cần phải báo cáo con số, không cần thiết. Những tín hữu vô danh, những chứng nhân lòng Chúa thương xót ẩn mặt như Chúa Thánh Thần. Ai nhìn thấy Chúa Thánh Thần giơ tay? Ai nhìn thấy Chúa Thánh Thần giơ tay? Không. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Chúa Giêsu nói với Nicodemo về Thánh Thần. Ông nghe tiếng gió thì biết, có thể cảm nhận được hơi gió đi ngang qua. Mát biết có gió đi ngang qua. Thấy được hiệu quả thì biết có gió. Thì cũng vậy, ta thấy được hiệu quả thì biết có Chúa Thánh Thần. Ẩn danh, ẩn mặt nhưng luôn hiện diện với ta qua quyền năng của Ngài, qua sức mạnh của Ngài, qua những gì mà chúng ta cảm nhận, cảm thấy rõ ràng được. Hallelujah! Hallelujah! Càng ngày tôi càng thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi chính bản thân tôi, nơi chính bản thân tôi và nơi những người nghe giảng. Vì nếu không có Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nói, linh mục nào rao giảng lòng thương xót của Chúa, Chúa sức dầu vào môi miệng, tức là ban Thánh Thần, để lời người ấy nói ra, không phải bởi người ấy mà bởi Chúa Thánh Thần. Và lời ấy tác động nơi người nghe, người nghe cũng được sức dầu vào lỗ tai, vào trái tim, để nghe
hiểu và cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Đấy là Chúa Thánh Thần. Nơi người nói, nơi người nghe. Tôi nói, tôi được ơn trước. Vì không ai cho cái mình không có. Vậy thì tôi nói về lòng thương xót Chúa thì Chúa Thánh Thần ban cho tôi nhận biết về lòng Chúa thương xót, cảm nhận lòng Chúa thương xót. Và tôi nói những gì tôi cảm nhận được cho anh chị em thì anh chị em cũng đón nhận được, vì nhờ Chúa Thánh Thần mới có thể hiểu và đón nhận được. Tại sao có nhiều người nghe mà đâu ai đón nhận? Tại sao cũng đi học vậy nhưng mà đâu có ai giảng về lòng thương xót Chúa đâu? Đâu có ai giảng về lòng thương xót Chúa đâu? Đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Cá nhân tôi chẳng biết gì hết. Cá nhân tôi là một tên rốt đặc cánh mai, là một tên vô tài, vô đức. Chúa Thánh Thần làm từ cái cục đất sét này, từ cái miếng sắt thô này, trở thành cái khí cụ để loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em. Như Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, đây là công việc của ta, không có công lênh gì của con trong đó cả. Để con đừng tự hào, tự mãn gì cả. Cho nên tôi xác tín chuyện đó. Để ngày hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chia sẻ với anh em về quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nơi trái tim bị đâm thâu, lòng thương xót Chúa mở ra, Thánh Thần tuôn trào. Mỗi lần anh chị em đến khẩn nài lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều là cảm nhận được ơn Thánh Thần xuống với anh chị em. Vì Chúa Giêsu nói là đây là giờ của lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Đây là lúc mà cửa trời mở rộng ra, ơn Thánh tuôn trào. Ơn Thánh ấy là ơn Chúa Thánh Thần tuôn trào từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu. Và những người mà có thể khẩn nài được lòng thương xót Chúa thì cũng bởi Thánh Thần, nhờ Thánh Thần và trong Thánh Thần. Không ai có thể lần chuỗi lòng thương xót Chúa được nếu không có Chúa Thánh Thần. Không ai có thể kêu lên lạy Chúa Giêsu xin thương xót con được nếu không có Chúa Thánh Thần. Và không ai có thể cảm nhận được ơn phúc lòng thương xót Chúa nếu không có Chúa Thánh Thần. Và không ai mạnh dạn can đảm lên làm chứng chia sẻ về ơn phúc mình nhận được nơi lòng thương xót Chúa nếu không có Chúa Thánh Thần. Cho nên anh chị em cẩn thận, nếu mình cho rằng đó là trò bày ra, đó là dàn dựng, đó là kịch bản, coi chừng mình xúc phạm đến Chúa Thánh Thần đấy. Coi chừng xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Mà tội phạm đến Thánh Thần là tội không tha được. Tại vì tội cứng tin, tôi không nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà đổ vấy cho những việc Chúa làm là bởi bàn tay của ma quỷ, là dàn dựng, là thế này thế khác. Cho nên khi người ta nói, chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Các tông đồ chẳng có ai học ngoại ngữ. Lúc đó cũng không có trung tâm ngoại ngữ nào cả. Vậy mà những người thuộc nhiều vùng miền khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, đến mà lại nghe các tông đồ nói được tiếng của họ. Đó là ơn Chúa Thánh Thần ban cho người nghe hiểu được. Chắc chắn các tông đồ không thể một lúc nói được 3-4 thứ tiếng một lúc. Nếu tôi nói tiếng Anh thì chỉ nói được tiếng Anh, còn sau đó tôi nói bằng tiếng Pháp, rồi sau đó tôi nói tiếng Nhật, đúng không? Chứ không thể một lúc mà tôi nói Anh Pháp Nhật, 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 nói cái gì đấy? Bảo nói tiếng lạ, tức là anh phải nói, anh biết anh nói cái gì và người nghe biết nói cái gì mới gọi là tiếng lạ chứ. Thế thì ơn Chúa Thánh Thần là cho người ấy nói bằng thứ tiếng của mình mà người nghe hiểu được bằng ngôn ngữ của họ. Anh người gì? Tàu. Anh người gì? Campuchia. Bà kia? Lào. Cái anh này? Thái Lan. Tàu Lào, Campuchia, Thái Lan. Tôi đang nói tiếng Việt, tiếng Việt Nam. Mà bốn người Tàu Lào, Campuchia, Thái đều hiểu được. Anh Tàu thì hiểu tiếng Lào. Tàu thì tiếng Tàu, chứ tôi thì tiếng Lào cái gì. Ông Tàu thì hiểu tiếng Tàu, Lào thì hiểu tiếng Lào, Campuchia hiểu tiếng
Campuchia, thì được, Campuchia hiểu tiếng Campuchia thì được, tại vì Campuchia, Campuchia là một. Ở này Thái Lan, hiểu tiếng Thái Lan. Mà tôi nói không phải để tôi khoe cái gì hết. Tôi nói không phải quảng cáo cái gì hết. Mà tuyệt đối không bao giờ tôi quảng cáo cái gì. Anh chị em đừng có nghe một quảng cáo thuốc đau bao tử với được thuốc gì, tôi vớ va vớ vẩn vậy mà cũng tin. Nếu nghe về lòng Chúa thương xót thì đúng là tôi nói về lòng Chúa thương xót. Chứ thuốc đau bao tử, đời nào mà tôi đi quảng cáo thuốc đau bao tử mà tôi có bị đau bao giờ đâu. Cho nên mình nghe mà không hiểu được. Khi tôi nói về lòng Chúa thương xót thì đúng là Thánh Thần nói nơi tôi. Còn tôi nói về cái gì linh tinh khác thì không phải đâu. Vậy thì tôi chỉ nói về loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Các tông đồ nói là nói cái đó, những kỳ công của Thiên Chúa, tức là những điều kỳ lạ, kỳ diệu mà Chúa đang thực hiện. Có phải là phép lạ không? Có phải là dấu lạ không? Có phải là quyền năng chữa lành hay không? Đâu, những kỳ công của Thiên Chúa đó. Thì vì cái việc mà chữa lành ấy, chữa lành thân xác, chữa lành tâm hồn ấy là kỳ công của Thiên Chúa đây. Thì tôi loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, thì Chúa Thánh Thần cho chúng ta dùng ngôn ngữ, dùng tiếng nói để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, chứ không phải để mà sầm xì, chứ không phải để mà bàn tán, chứ không phải để nói hành nói xấu, chứ không phải để chỉ trích, chứ không phải để gây chia rẽ, gây bất hòa. Đấy là bàn tay của ma quỷ. Đó là công việc của ma quỷ, chứ không phải là công trình của Thiên Chúa. Nhớ dùng cái. Khi nào ta làm cái gì, ta nói cái gì mà làm cho người ta bình an, cho người ta được niềm vui, cho người ta được sự ủi an. Đấy, đấy, ta đang loan báo công trình của Thiên Chúa. Vậy thì Chúa Thánh Thần là đấng ủi an. Ta được Chúa Thánh Thần ủi an khi mình buồn sầu. Khi mình buồn sầu anh làm gì? Cái gì? Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô là rồi. Tiêu rồi. Anh buồn, anh không giải quyết bằng cái gì khác bằng việc là đi tự tử, mua chai thuốc chuột. Mới rồi người ta mới phát hiện ra một anh thanh niên bỏ dép, bỏ xe nhảy xuống cầu tự tử. 3 ngày sau thấy anh ngồi bờ sông bên kia, anh đang uống hút thuốc lào với lại uống cà phê. Ông nhảy xuống, ông sợ quá, ông biết bơi nên không chết được. Cái phản ứng tự nhiên của ông là ông dãy xong nó trôi giặt ra bờ bên kia, ông ngồi uống cà phê. Bên này thì cứ đăng báo ầm lên là một thanh niên tự tử vì tình, vì tiền gì đó, không biết, ông kia ông đang ngồi uống cà phê. Hi. Khi anh buồn, anh đi sao say xỉn dữ vậy? Thì còn đang sầu quá, sầu đời mượn rượu giải sầu. Mà càng uống rượu thì càng sầu. Càng uống rượu càng sầu. Đừng có nói rằng rồi đi, uống rượu giải sầu. Nữa đi, buồn quá đời nữa. Rồi này. Càng uống càng sầu. Mọi người uống rượu xong cứ ngồi khóc đúng không? Cứ ngồi khóc, khóc, khóc suốt. Cho nên anh tìm nguồn an ủi nơi thuốc chuột không xong, nơi rượu không xong. Đến với đứa bạn, tao buồn quá mày ơi. Nó bỏ tao rồi. Anh buồn lắm hả anh? Ừ, mày sao? Tôi buồn hơn anh. Anh thì vợ bỏ, còn tôi thì tiền nó bỏ hết rồi. Giờ tay trắng tay rồi anh. Nó an ủi gì được anh không? Mẹ tao tưởng mày ngon, tao tìm an ủi mày còn khổ hơn tao nữa thì thôi, được cái gì đâu. Nghe mày than nghèo, tao là than thất tình, mày thì than thất nghiệp. Hai thằng thất, gặp ra thằng kia, thằng thất tình gặp thằng thất nghiệp, thật gặp thằng kia thằng thất bại. Ba ông mình ba đứa hôm nay gặp nhau, nâng ly cà phê ngát mùi hương ngạt ngào. Thằng thất bại, thằng thất tình gặp thằng thất nghiệp thì làm sao? Thưa anh chị em, bế tắc. Đến đi. Có anh kia cũng đang buồn, nhưng mà anh đang cầm cái gì trong tay ấy?
cầm chần chuỗi trong tay, đang nghe cái gì đó, đang nghe lòng thương xót Chúa. Đó. Anh cũng đang buồn lắm vì gia đình Covid chết hết, vợ con, bố mẹ, còn mình anh. Anh đang ngồi lần chuỗi lòng thương xót. Anh đồn đang ngồi nghe máy lòng thương xót Chúa lại đến hỏi anh coi sao. Anh thất tình, anh thất nghiệp, anh thất bại. Gặp cái anh là thất bát. Mình có mất gốc ba ấy, còn anh là thất bát là không còn cái gì nữa. Đó, vậy mà bây giờ anh có tất cả vì anh có Chúa, có lòng thương xót Chúa. Ai làm cho anh được như thế? Thưa, đó là Chúa Thánh Thần. Vì anh ấy không tìm nương tựa nơi người thế gian, không tìm tiêu cuộc đời của mình nơi thuốc chuột hay là nhảy xuống sông hay là trâu cổ, cũng không tìm nơi rượu hoặc là xì ke ma túy, nhưng tìm đến nguồn của sức mạnh. Còn mấy cái thứ mạnh mạnh này, rượu mạnh hay là xì ke mạnh này, không có đáng gì. Một cái liều cực mạnh, vô cùng mạnh, đó là lờ tờ sờ lòng thương xót. Anh chạy đến anh tìm nơi đó. Chúa nói con đừng tìm an ủi nơi người thế gian. Anh chạy đến như Faustina đến gõ cửa nhà tạm. Chúa ơi, Chúa ở nơi nào? Gõ cửa nhà tạm. Chúa ở nơi nào mà để con như thế này? Rũ rượi, rã rời, tan tành, tả tơi, te tua, tản tạ. Faustina, tông đồ lòng Chúa thương xót đấy. Chạy đến tìm nơi Chúa, không tìm đâu hết. Chúa ban sức mạnh cho. Cho nên mỗi khi anh chị em mình, các bạn gặp thất bại, gặp thất tình, gặp thất nghiệp, gặp thất bát, hãy chạy đến với nhà tạm. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến thật thế. Và Chúa Thánh Thần như ngọn lửa, ngọn đèn trầu của nhà tạm mãi đốt cháy trong lòng chúng ta. Ngọn đèn ấy không bao giờ tắt. Chỉ sợ mình không khơi lên ngọn đèn đó mà thôi. Còn Thánh Thần vẫn ở trong ta. Hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Chỉ cần lạy Chúa, xin hãy đến là Thánh Thần. Anh mở giùm tôi cái cửa, nóng quá. Mở giùm cái cửa ơi. Anh cứ kêu nóng mà anh không chịu mở cửa, làm sao gió vào được? Nhưng mà mở ra, nhỡ gió mạnh quá con chịu không nổi. Mở ra nhỡ trộm nó vào, mở ra rồi nhỡ có người nghe lén. Anh cứ sợ như vậy, làm sao mà gió vào được? Mở ra, mở ra đi. Chúa Thánh Thần đứng gõ cửa. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Đến rồi, mở cửa ra. Nơi ở, các tông đồ đều đóng kín cửa. Chúa vào được không? Được. Nơi ở, các tông đồ đều đóng kín. Thánh Thần xuống được không? Được. Nhưng có một cánh cửa mà Chúa không thể vào được nếu ta không mở. Chúa Thánh Thần cũng chỉ đứng ngoài thôi. Đó là cửa gì? Cửa lòng, cửa tâm hồn. Mở cửa trái tim, mở cửa trái tim, mở cửa trái tim. Không mở cửa trái tim, Thánh Thần không vào được, Chúa Thánh Thần không đến được, và ơn phúc lòng thương xót Chúa không tuôn trào được. Giống như là cái chai đóng cái nắp, không mở nắp lấy gì mà xức dầu, cho xin tí dầu đây. Dầu đâu thấy đâu, có thì còn đầy nè, chai còn nguyên, mới mua còn nguyên, chứ không thấy gì vậy. Trời ơi khổ quá. Biết sao ra không? Không mở nắp thì làm sao mà dầu nó ra được. Mở nắp ra rồi, ua, trời ơi giờ tôi mới biết. Hôm nay tôi quên, tôi không biết mở nắp. Khổ quá. Cứ ngồi đó than buồn, cứ ngồi đó than sầu, cứ ngồi đó kể khổ. Mỗi chuyện mở nắp, mở cửa thì không mở. Bia thì mở nhanh lắm, mà bây giờ uống bia có cần mở đâu, có người đứng bên cạnh nó mở cho rồi.
Xuống dốt thật đấy chứ. Một chai bia tự mình mở có 10.000. Cái con nhỏ đứa gậy nó mở chai bia 20.000. Nó gấp đôi. Tôi hỏi tay mày cụt à? Tay mày cùi à? Không biết mở à? Sao phải để nó mở? Để nó lấy chai bia 20.000. Mà vậy uống vậy mới sướng. Trời ơi. Nhưng mà Chúa thì không thể làm chuyện đó được. Chúa không thể mở dùm được. Dù có cho bao nhiêu thì cho. Cho con nhỏ đó thêm 20.000 là bao nhiêu chai nó cũng mở cho mình hết. Nhưng mà Chúa Thánh không thể mở cửa cho ta được nếu ta không tự mình mở. Chúa Thánh tác động, dùng nhiều biến cố, dùng nhiều sự kiện, dùng nhiều hoàn cảnh, dùng nhiều con người. Chúa thương, cứ kiên nhẫn đợi chờ và tác động. Ồ, sao hôm nay anh quay về, thưa cha, không nói dấu gì cha. Vợ con nó khuyên mãi con không có nghe. Rồi khi con nhậu về mệt quá, nhức đầu quá, tỉnh dậy thấy nhức đầu ngồi buồn chán. Uống rượu xong lúc tỉnh lại mới thấy nó mệt hơn. Mới thấy nhà con nó suốt ngày cứ mở cái gì đó. Hôm nay con mới tò mò con lại, coi nó mở cái gì, mở nghe thử. Mở nghe. Nghe xong con nghe luôn. 2-3 tiếng đồng hồ liền. Chúa Thánh Thần tác động rồi đó. Trong cái hoàn cảnh, có khi Chúa dùng cái máy này, có khi Chúa dùng chằng chuỗi, có khi Chúa dùng... Sao? Anh nằm nhà thương rồi cha. Cha đến sức dầu cho anh. Đến sức dầu giải tội. 20 năm quay trở lại. Nếu mà không bị đụng xe, chắc con còn lâu con mới quay trở lại. Đó, Chúa Thánh Thần làm. Cái này đi lần chuỗi vậy. Không giấu gì cha. Xe hơi đâu rồi? Không giấu gì cha. Giờ mấy công ty rồi? Không giấu gì cha. Là cái gì? Hết rồi. Mới quay trở lại. Mới giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường. Đó mới chịu khẩn cầu. Này sao? Cha, hôm nay mà nó ở nhà là lạ lắm đó cha. Sao vậy? Không biết bây giờ nó là con bồ thứ mấy của nó rồi đó. Đâu hết rồi? Cha nhìn người nó tả tơi biết rồi đó. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Giờ nó tiêu rồi, có còn nào theo nó nữa đâu. Bây giờ thì mới đêm năm canh, ngày sau khắc, con than van, con cầu khấn Chúa. Chúa ơi, nghe tiếng con nghẹn ngào. Nghe rồi. Vì có ai nghe anh không? Anh còn tiền, anh ho một cái là người ta đến. Phải không? Thậm chí người ta còn có thể xỉa răng cho anh được nữa. Còn bây giờ không có tiền là tiêu rồi. Hết tiền, hết bạc, hết ông tôi rồi. Chúa làm cho nó phá sản. Chúa làm cho nó thất nghiệp. Chúa làm cho nó bệnh tật. Chúa Thánh Thần làm để mình quay về với Chúa. Vì được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn ích gì. Cho nên chấp nhận mất hết tất cả để có Chúa. Chúa làm nhiều cái kỳ diệu lắm, thưa anh chị em. Bản thân tôi cũng vậy. Nếu mà không xuất bất sang bang, chẳng nói gì được về lòng thương xót Chúa đâu. Nếu mà không long đong lận đận, cũng chẳng biết gì mà nói về lòng Chúa thương xót đâu. Nếu mà không 3 chìm 7 nổi, 99 cái linh đênh, cũng chẳng bám vào lòng Chúa thương xót đâu. Tôi bám vào quyền lực lắc đầu. Tôi bám vào con người từ chối. Tôi chạy theo người này có thấy giá, người kia có thấy giá, họ phủi tay, không còn ai cả. Tôi quay về với lòng Chúa thương xót. Và khi Chúa Thánh Thần đứng an ủi, mình được an ủi rồi thì mình cũng phải trở thành người đi an ủi người khác. Khi Chúa Thánh Thần trở thành đứng bảo trợ mình rồi thì mình cũng phải trở thành người đi bảo trợ người khác. Khi Chúa Thánh Thần ban cho mình sức mạnh rồi thì mình cũng phải trở thành người nâng đỡ những người yếu đuối thể xác và nhất là yếu đuối về tâm hồn. Đó, chứ không phải mình đã nhận ơn Chúa Thánh Thần, mình đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần rồi thì anh kia tràn đầy Chúa Thánh Thần chưa? Dạ rồi. Tràn đầy Chúa Thánh Thần rồi thì hãy mạnh dạn mà ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Phải mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng việc bác ái cụ thể, bằng những hành động bác ái cụ thể.
Cho nên chúng ta xin Chúa Thánh Thần đấng đầy sức mạnh cho mỗi một người mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Vậy mới gọi là mừng lễ Chúa Thánh Thần. Nếu mà mình tràn đầy Thánh Thần mà không làm gì cả, mình làm cho Chúa Thánh Thần bị tắt ngúm rồi. Và thứ hai là cũng đừng dập tắt Thánh Thần nơi người khác. Bài đọc 2, Phaolô nói Chúa ban cho mỗi người một khả năng, cũng một Thánh Thần. Anh thì quay video, anh thì thắp nến, anh thì cắm hoa, anh thì dọn bàn. Mỗi người một việc khác nhau. Không có việc nào là hèn, chỉ có những con người hèn mà thôi. Không phải tôi làm việc hèn hạ, tôi là người hèn hạ. Không phải anh làm việc cao trọng, anh đã là người đáng kính, chưa chắc. Anh là một tổng thống, anh là một chủ tịch mà anh tham lam, tham mô, anh bóc lột, thà hiếp, dân lành, anh vẫn là một thằng hèn. Chị là một người làm vệ sinh, bác là một người quét đường, nhưng làm sạch sẽ, làm hết lòng, tận tâm, vẫn là người đáng kính trọng, giữ được lương tâm mình trong sáng. Mỗi người hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động trong mình và đừng dập tắt Thánh Thần nơi người khác bằng sự ghen tị, ghen tức, ghen tương, đố kỵ. Cứ ai hơn mình thì dập tắt. Tại sao không tôn trọng Thánh Thần ở trong họ? Họ có khả năng hơn mình vì Chúa Thánh Thần ban cho họ. Mình phải trân trọng cái khả năng đó chứ. Tại sao chỉ vì sự ghen tị mà mình dập tắt Thánh Thần nơi họ, không cho họ làm cái gì cả? Chỉ vì sự ghen tị, sự đố kỵ mà thôi. Đừng dập tắt Thánh Thần. Đó là lời mà Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô nhắn nhủ tôi, nhắn nhủ anh chị em chúng tôi ở giáo điểm tin mừng. Lần nào đến cũng nhớ đừng dập tắt Thánh Thần, khơi dậy Thánh Thần nơi mỗi người. Như vậy thì giáo hội mới phong phú, giáo hội mới triển nở, và sự đa dạng, sự phong phú đó là hoa trái của Thánh Thần. Nào, mời anh chị em cùng lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, mở trang 84, bài 23, Thắp Sáng Trong Con, để đem hân hoan, đem tin yêu đi về muôn lối, để say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Mời chị em cùng hát bài Thắp Sáng Trong Con, trang 84. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối, tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình người, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ, hồn con chơi vơi xin tình thương Chúa luôn hộ phù, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Mời anh chị em mở trang 9 đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn.
Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em ra đi loan báo tin mừng bình an của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa. Điểm hẹn Chủ nhật mùng 5 tháng 6 2022 hiệp hành với thiếu nhi. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu tươi lầm than, tìm nguồn quy an, đỡ đâu ai được hoang đàng, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa rửa sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ làng thương xót ngày qua, tìm nguồn yêu Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về. Và các bạn, điểm hẹn Chủ nhật xin chào các bạn đến với chúng tôi, người ngoại đạo, người có đạo, bạn là nam, bạn là nữ, anh nghèo nghèo, anh giàu giàu, cô đẹp đẹp, người chưa đẹp. Chúng ta đều là con một Cha trên trời, đều là anh chị em với nhau. Bạn quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh coi khỏe không? Bắt tay người bên trái, bắt tay người bên phải, rồi hỏi thăm nhau coi làm sao. Biết bây giờ là tháng mấy không? Biết bây giờ là tháng mấy không? Tháng 6, chúng là Chủ nhật đầu tháng mà. Tháng 6 là tháng trái tim. Tháng trái tim, tháng 6 là những cuộc hẹn hò, những lần đi chơi, những lần picnic, những lần lên núi, những lần xuống biển. Tháng 6 của mùa trái cây, tháng 6 của những cuộc picnic, tháng 6 của những chuyện hẹn hò. Có những người thì hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Thấy chưa? Chưa. Vẫn chưa.
người ta hẹn người ta không đến, nhưng mà bạn đến đây, có một người luôn chờ bạn, có người lúc nào cũng hẹn bạn, lúc nào cũng sẵn sàng, bạn có đến trễ hoặc bạn đến sớm hoặc bạn đến muộn, lúc nào cũng sẵn sàng chờ em, chờ đến bao giờ mây thu thuyền đã xa bờ, và nhất là tháng sáu trời mưa, mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lại trời mưa. Và đến đây tôi và các bạn, chúng ta hẹn hò với nhau, ta nghêu ngao, ta hát, ta hiệp hành với nhau. Ta đã hiệp hành với nhiều người và nhận được một vài phản ánh. Điểm hẹn Chủ nhật hay quá cha ơi, cảm ơn cha nhiều. Con ước gì gia đình con không còn chỉ trích hay thành kiến và nghĩ xấu cho nhau nữa. Xin cha thương cầu nguyện cho gia đình con với. Con biết ơn cha đã đọc nhật ký lòng thương xót con mở cho con của con nghe mỗi tối thay vì đọc sách cho con. Bé được 4 tháng rồi cha. Nhờ cha cầu nguyện mà vợ chồng con có bé sau 7 năm hiếm muộn vẫn mẹ tròn con vuông. Cảm ơn cha nhiều. Xin Chúa cho cha khỏe mạnh và sống lâu với chúng con để tiếp tục làm điểm hẹn Chủ nhật. Con là Hương. Điểm hẹn Chủ nhật hay quá sức luôn cha. Nhờ điểm hẹn Chủ nhật này mà chúng con mới biết sự thật của xã hội và thế giới mình đang sống thật là khủng khiếp quá. Lắng nghe thấy thương mấy người bị vấp phải lỡ lầm và bị vào tù. Thường mình chỉ thấy được trong các đoạn phim, tưởng người ta bịa ra, ai dè diễn tả y như vậy. Có biết được sự thật như vậy để các bậc cha mẹ nên quan tâm đến con mình hơn. Và tuổi trẻ nghe được cho chúng nó biết sợ mà tránh. Lắng nghe xong con cứ nghĩ mình giống như con nai tơ, chẳng biết gì về mặt trái của xã hội ngày nay. Nhờ vậy cho chúng con có được nhiều điều để học hỏi. Con đã gửi bài đi nhiều nơi và ghi chú là hãy lắng nghe đi hay lắm, đừng bỏ qua. Vì nhờ các chứng nhân dám đứng ra chia sẻ rất thực tế nên mọi người mới có để mà lắng nghe. Lắng nghe xong rồi nhiều người cảm động và khóc nữa cha ơi. Tuần nào điểm hẹn Chủ nhật chúng con cũng sẵn hộp giấy tissue để lau nước mắt. Chúng con rất mong có nhiều điểm hẹn như vậy từ nhiều thành phần trong xã hội để cảm thông và thương họ nhiều hơn. Xin Chúa ban cho cha tràn đầy hồng ân và bình an trong lòng thương xót Chúa, để cha vẫn có sức làm các món ăn tinh thần cho chúng con được bồi dưỡng tâm hồn mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được rất nhiều những phản ánh về điểm hẹn Chủ nhật. Và hôm nay, ngày đầu tháng, các anh chị em và các bạn có biết ngày mùng 1 tháng 6 vừa rồi đó, là ngày gì không? Ngày gì? À đúng rồi, cho bé một tràng hoa tay cô thế tôi nhỉ. À, anh dắt con của anh đi hả? Dạ. Còn chị dắt cháu đi hả? Ừ, tốt quá. Vậy thì hôm nay chúng tôi mời các bạn và các anh chị cất hộp tít siêu đi, chắc là không phải khóc nữa đâu. Vì hôm giờ chúng ta đã khóc nhiều với những tâm hồn lầm lỡ, với những tâm hồn tan nát, với những kẻ lụy tình, những kẻ si tình và đủ thứ hết. Còn ngày hôm nay thì chúng ta gặp gỡ các bé, vì ngày mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày Tết dành riêng cho các em. Và lịch sử ra đời của ngày lễ quốc tế thiếu nhi thì lại bắt đầu từ một câu chuyện đau lòng như sau. Vào rạng sáng ngày mùng 1 tháng 6 năm 1942, quân phát xít Đức bao vây làng Lidice ở bên Tiệp Khắc cũ, nay là nước Cộng hòa Séc, bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. 66 người đã bị sát hại và 104 em thiếu nhi bị đưa vào trại tập trung. 88 em bị chết trong các phòng hơi độc. 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho phát xít. 2 năm sau, ngày 10 tháng 6 năm 1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour ở bên Pháp, dồn 400 người vào trong nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em. Phóng hỏa đốt nhà thờ khiến những người bên trong bị thiệt mạng, trong số đó có rất nhiều em. Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội bị phát xít Đức sát hại nhẫn tâm, năm 1949,
Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1 tháng 6 hàng năm làm ngày quốc tế bảo vệ thiếu nhi, nhằm yêu cầu chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống của các thiếu nhi, yêu cầu giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu nhi, nhi đồng. Thưa anh chị em và các bạn, kể từ năm 1950, ngày 1 tháng 6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi. Đến năm 1954, nhằm khuyến khích các nước ghi nhớ về trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em, Liên Hợp Quốc đã đề xuất Ngày Quốc tế Thế giới tổ chức vào ngày 20 tháng 11 mỗi năm. Mặc dù đề nghị ngày 20 tháng 11, nhưng Liên Hiệp Quốc lại để cho các quốc gia thành viên có thể tổ chức Ngày Thiếu Nhi của riêng nước mình vào các ngày tự chọn khác nhau. Và một số nước đã kỷ niệm chính ngày 20 tháng 11 ở chính quốc như là Canada, như là Úc, như là Pakistan, như là Ai Cập. Ngày trẻ em ở Australia vào ngày thứ tư tuần cuối cùng của tháng 10. Ở Brazil là ngày 12 tháng 10. Ngày hội cho thiếu nhi rơi vào ngày Đức Mẹ Aparecida. Mỹ không có ngày thiếu nhi riêng mà gộp chung vào ngày của cha, ngày của mẹ. Ở Nhật, ngày quốc tế thiếu nhi là ngày nghỉ toàn quốc, được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5. Ấn Độ là ngày 14 tháng 11, mừng sinh nhật nhà lãnh đạo, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Còn ngày quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam, chúng con biết có ngày Tết gì? Tết gì? Cũng cho thiếu nhi, Tết gì? Đúng rồi, Tết Trung Thu. Cho mọi giảng hóa tài hồ mấy bé. Ngày Tết Trung Thu là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Và ngày 1 tháng 6 hàng năm là ngày hội vui chơi tưng bừng của thiếu nhi cả nước, gọi là ngày quốc tế thiếu nhi. Và riêng giáo hội Công giáo cũng rất trân trọng và quan tâm đến các em thiếu nhi, đặc biệt là sau những nạn bạo hành, nạn ấu dâm v.v. Bây giờ thì giáo hội hết sức trân trọng và tìm mọi cách để bảo vệ các bé không có bị bạo hành, không có bị lạm dụng tình dục v.v. Chúng ta cầu nguyện cho các bé và cầu nguyện cho những người có trách nhiệm luôn luôn ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ các em thiếu nhi tránh khỏi tất cả những lạm dụng dưới mọi hình thức. Hôm nay cha rất là vui mừng được chào các bé thiếu nhi đến đây với chúng ta, các bậc phụ huynh, các anh chị và các em, chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chào các bé đi. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta kết tình thân ai, trao cho nhau những lời thiết tha, trao cho nhau những lời thiết tha. Cho thấy cô bé hiện đang hát rất là to đó. Bé nào đó? Bé vàng phải không? Ơi, bé vàng, rồi con lên đây. Anh là ba nó phải không? Anh dắt đưa nói cháu lên đây, rồi lên đây con. Rồi bé lên ngồi với cha. Đây, ngồi đây. Rồi. Bé cầm cái gì đây? Dạ thưa cha, là con heo đất. Con heo đất có làm thịt để ăn được không? Dạ không. Con heo đất để làm cái gì? Dạ con heo đất để nhét tiền vô. Thì nhét tiền vô rồi cho ai? Dạ thưa cha, con cho các bạn mồ côi để đi học. Ôi trời ơi, mồ côi để đi học, cho chồng có tay ăn nuôi bé. Rồi bây giờ bé mới đưa cái này cho ai đây? Dạ thưa cha, con đưa con heo đất này cho các dì cô nhi viện. À, có cô nhi viện. Rồi trong tháng 6 này thưa anh chị em và các bạn, nhóm thiện nguyện Tín Thác cũng như là nhóm Khát Vọng đang có chương trình đi đến những vùng sâu vùng xa, rồi chăm sóc các em học sinh, rồi các người nghèo, rồi cho nhận con heo này của con nha. Không có tiếc không? Dạ không. Rồi cho một tràng pháo tay hoan hô. Còn bé kia đang cầm cái gì đỏ đỏ đấy con? Nói to lên. Rồi, chị đưa cháu lên đi giùm tôi được không? Rồi, rồi. Rồi, rồi con lên đây. Rồi, con heo đất này là của ai? Dạ là của con cha. Con mua nó ở đâu? Dạ con mua nó ở tiệm bán heo. Để con nuôi nó bằng cái gì? Dạ con nuôi nó bằng tiền cha.
Tiền của ai? Tiền của ba mẹ con cho con. Bây giờ con muốn đem con heo đất này đi bán ở đâu đây? Con muốn mang đi làm từ thiện cho những bạn nghèo. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị và các bạn. Rồi, chúng ta có được hai con, đây là con heo hay con lợn? Dạ, thưa cha là con heo. Này, con lợn hay con heo? Dạ, thưa cha con heo. Vẫn con heo. Còn bé kia, đây là con gì? À, con lợn, cho một tràng pháo tay. Em lợn là em ở miền Bắc. Còn hai bé này thì bé miền Nam thì có heo. Heo từ miền Nam ra miền Bắc thành lợn. Lợn mà đi từ miền Bắc nó đi bộ vô miền Nam nó thành con heo. Nhưng mà heo với lợn thế nó ăn gì? Vẫn ăn cám phải không? Cám hay ăn bắp? Rồi, thưa anh chị và các bạn, chúng ta đang hiệp hành với thiếu nhi. Trước mặt chúng ta là hai bé. Con tên là gì? Thưa cha, con tên là Doan Bautista Nguyễn Khổng Hoàng Anh. Hoàng Anh, Hoàng Anh à, hay là cái gì? Hoàng Anh. Hoàng Anh, Hoàng Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi, con học lớp mấy? Dạ thưa cha, năm nay con 10 tuổi, con học lớp 5. Rồi gia đình con thì được bao nhiêu người, mấy cha, mấy mẹ, mấy ông, mấy bà? Dạ thưa cha, gia đình con có 5 người, gồm có ba mẹ, hai chị và con. Rồi, còn ông bà có không? Dạ có. Rồi con có đạo không? Dạ có cha. Con đạo gì, đạo Phật hay là đạo Cao Đài? Dạ thưa cha là đạo Chúa. Con đeo cái gì cổ con đấy? Dạ thưa cô, cha là tràng hạt. Để con lấy cho mọi người coi nào. Lấy ra sao lại giấu đi làm chi? Rồi đeo tràng hạt. Con có biết lần chuỗi không? Dạ có. Lần chuỗi, đây là chuỗi Minh Cô Hê, chuỗi lòng thương xót. Cha là chuỗi cả hai. Chuỗi cả hai, cho chồng hoa tay, chuỗi cả hai. Thưa anh chị và các bạn, vì chúng ta có thêm một chuỗi mới là chuỗi cả hai. Ngoài chuỗi Minh Cô, chuỗi lòng thương xót, bây giờ có chuỗi cả hai. Thế thì con có biết lần chuỗi không? Dạ có cha. Ai dạy cho con lần chuỗi? Cho cha là cả nhà với gia đình con. Lúc nào thì lần chuỗi ở nhà con á? Dạ mỗi lần đọc kinh cha. Đọc kinh lúc nào? Buổi tối với lại buổi trưa. Buổi tối buổi trưa. Buổi trưa mấy giờ, buổi tối mấy giờ? Buổi trưa 3 giờ, buổi tối là 7 giờ. Buổi trưa 3 giờ, tối 7 giờ. Bây giờ con có biết lần chuỗi vì lần đấy con gọi là chuỗi gì? Chuỗi cả hai. Rồi con nói là chuỗi cả hai, chuỗi lòng thương xót, chuỗi Minh Cô. Bây giờ con thử lấy chuỗi cả hai ra. Rồi, bây giờ con cầm trên tay, con tưởng tượng như là bây giờ chuỗi lòng thương xót trên bàn thờ con kia nha. Bây giờ đây là em con, đây là ba con. Đó, bây giờ mình cùng lần chuỗi với nhau. Con thử cùng cầu nguyện với mọi người bằng chuỗi kinh lòng thương xót được không? Rồi, bắt đầu con lần chuỗi, bắt đầu bài đọc kinh gì, cái việc giăng tay cầu nguyện y là con đặt ở nhà, sao con làm vậy nha. Lạy cha, hằng hữu con xin dâng lên cha mình và mau linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy cha hằng hữu con.
Khi mà kết thúc hết 50 kinh thì con đọc gì nhớ không? Kính lạy. Lạy cha hằng hữu. Kinh lạy mau và nước đã tuôn trào từ thân tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chung con tin tha vào Chúa. Kinh lạy mau và nước đã tuôn trào từ thân tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chung con tin tha vào Chúa. Thấy ông kia ngồi bảo ủa sao nó thuộc thế. Có khi mình làm cha làm mẹ lại không thuộc bằng con mình. Thưa anh chị em, nó được hướng dẫn là nhờ nó sống trong một gia đình, bố mẹ, rồi các chị, các anh, rồi nó học đọc chung với nhau. Mỗi 3 giờ chiều và 7 giờ tối, chuỗi lòng thương xót Chúa, chuỗi mân côi. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái môi trường giáo dục rất là quan trọng. Môi trường giáo dục đầu tiên mà các em được hưởng đó là chính gia đình. Gia đình là tổ ấm. Gia đình là môi trường rất là tốt. Gia trường là chủng viện đầu tiên. Để từ đó các em có thể trở thành một người công dân tốt, trở thành một tín hữu tốt, có thể trở thành một linh mục, có thể trở thành một ma sơ. Con có thích đi tu không? Thưa cha là có. Con muốn đi tu làm ma sơ hay làm linh mục? Dạ thưa cha là linh mục. Con muốn làm giám mục không? Dạ không. Nó chỉ biết giám mục là gì, nó ngồi nó suy nghĩ biết là cái gì thì không cho nó chắc ăn. Còn người lớn là có liền, không cần biết là cái gì, cứ có là có thôi. Cái nít nó không có tham. Nó có tham mà nó thật. Nó không tham mà nó thật. Người lớn thì nhiều khi không thật mà tham. Vì thế mà chú mới bảo rằng là phải trở nên bé thơ để vào được nước trời là như vậy. Nó không có tham. Còn mình thì cứ có cái đã. Cứ thế hỏi có không. Có những người hỏi lấy máy không? Có. Mà lấy sao không? Có. Lấy làm gì? Cũng chưa biết. Chưa biết cho ai, chưa biết lấy làm gì mà cứ hỏi là có, hỏi là có, hỏi là có. Rồi thứ hai nữa là lúc có hỏi có tiền không? Có quan việc làm không? Có chia sẻ cho người khác không? Còn khó khăn lắm. Thấy không? Cái máu tham nó như vậy. Nó tham mà nó không có thật. Không thật vì rõ ràng là không có khó khăn. Vì anh khoe với tôi là 1000 tỷ, vì anh khoe với tôi là có bao nhiêu là dự án, bao nhiêu là cái thứ mà cứ nghĩ đến việc mà phải chia đi, phải cho đi là bắt đầu không có thật. Mà cứ cho vô là tham. Cho vô là tham, cho đi là không thật. Con nít không tham mà rất thật. Có thì nói có, không thì nói không. Chứ không có phải không thì là có, mà có là không. Vậy thì con muốn đi tu thì phải đi học. Nếu đi tu phải đi học. Học mới đi làm cha làm sơ dưỡng phải học hết. Vậy con có muốn đi học không? Dạ thưa cha là con muốn đi học. Nhưng mà hơi muốn đi học mà cũng muốn ở nhà. hơi muốn đi học thôi. Nhưng mà muốn ở nhà hơn. Thì giữa cái đó thì anh chị em thấy là cái nào nó nghiêng về cái nào. Nên nó muốn ở nhà hơn. Hơi muốn đi học nhưng mà lại muốn ở nhà hơn. Vì thế tại sao lại con này lại không muốn đi học lắm, hơi muốn mà lại muốn ở nhà hơn? Dạ thưa cha là mỗi khi đi học là con được chơi với bạn. Còn ở nhà thì con chơi mấy chị con, nhưng mà lâu lâu mấy chị con vẫn bắt nạt con. Mấy chị bắt nạt con, rồi con có đánh lại mấy chị không? Dạ thưa cha là vẫn có mấy lúc con cãi lại rồi đánh lại. Cãi lại rồi đánh lại luôn. Được, ở nhà thì con chơi với cái chị thì con chơi những trò gì? Con chơi nhiều trò mà bây giờ mấy chị cứ chơi điện thoại à, không chơi với con nhỉ? Sao con nói to là mọi người nghe, con thích chơi những trò gì và bây giờ mấy chị làm sao? Hồi xưa là chơi mấy trò giả lập này kia, xong bây giờ mấy chị cứ chơi điện thoại, mấy chị không chơi với con nữa. Thưa anh chị em và các bạn, đó là một cái điều chúng ta thấy cần phải suy nghĩ lại. Vì anh cho tôi mượn cái điện thoại cái. Anh có điện thoại không? Cho tôi mượn.
Vì suốt ngày người làm cha làm mẹ để cho con mình nó không có phiền, nó không quấy. Cầm đấy, chơi đi. Nó cứ chơi rồi mình không muốn làm gì mình làm. Cái đứa bé này nó chơi điện thoại nó, mà nó quệt giỏi lắm. Con đã biết xài điện thoại không? Dạ có. Con có biết mở game trong này không? Dạ có. Con có biết chơi không? Dạ có. Anh chị em thấy không? Con mấy tuổi rồi? Dạ tôi chơi con 9 tuổi. Con 9 tuổi con biết chơi điện thoại từ hồi mấy tuổi? Con biết chơi điện thoại hồi lúc con 4 tuổi. Chúa tôi. 5 năm chơi điện thoại rồi nha. Con này 5 năm chơi điện thoại rồi nha. Trong khi đó chúng tôi ngay bây giờ cầm cái điện thoại không biết mở game nó chỗ nào nữa. Chỉ biết mỗi cái là nhắn tin, rồi biết mỗi cái là trả lời. Hết, không biết gì hơn. Thế thì cái điện thoại nó là con dao hai lưỡi. Nó là một cái phương tiện tốt nếu mình làm chủ nó. Khi nào cần thì làm. Chứ không phải lúc nào mình cũng làm để nó làm chủ mình, là không có điện thoại thì không chịu được. Thằng bé này, nó ở nhà nó. Nó thấy rằng nó chơi với chị nó vui quá, chơi bắn, chơi cái gì, trò gì đó. Là trong trò chơi thì có sự tương tác, có sự hiệp hành. Hai người cùng chơi, cùng khóc, cùng cười, cùng cãi nhau, có khi cùng đánh nhau nữa để giành cho bằng được phần thắng. Đó là trò chơi mà, luật chơi mà, là phải thắng thôi. Mà lúc nó như vậy thì có sự tương tác. Mà trong đó cũng là một trò giáo dục, là nó có khi nó biết trung thực trong trò chơi, nó biết nhường nhịn trong trò chơi nữa. Nhưng mà bây giờ nó còn cái, anh còn cái điện thoại nữa cho tôi mượn cái coi nào. Con có biết chơi điện thoại không? Dạ, chơi cha là có. Rồi, con biết chơi từ lúc mấy tuổi? Dạ, từ lúc con 5 tuổi. Từ lúc 5 tuổi, bây giờ con mấy tuổi? Dạ, chơi cha con 10 tuổi. 10 tuổi, hai đứa này 5 năm điện thoại, thằng này cũng không vừa, tao cũng không kém gì mày bên 8 lạng bên nửa cân. Thưa anh chị em, và nếu hai đứa này mỗi đứa cái điện thoại, nó có nói chuyện với nhau không? Không. Nó cũng không nói chuyện với nhau vì nó có cái đồ chơi của nó mà. Này có đồ chơi của mình hay cứ vậy mà chơi với mình. Đừng trách rằng con mình nó lớn lên nó sẽ bị tự kỷ. Một phần rất lớn là vì ảnh hưởng của ngay trong từ lúc gia đình mới sinh ra. Nó khóc eo e, đã đưa cho nó cái điện thoại rồi. 4 tuổi, có khi 2 tuổi, 3 tuổi đã chơi rồi. Cháu của anh mấy tuổi? 2 tuổi. Chơi chưa? Chơi rồi, thấy chưa? Bố mẹ mà cho nó điện thoại, nó ngồi nó nghịch. Thế là cứ lớn lên, nó với cái điện thoại là cái thế giới của nó. Không cần biết ai nữa. Không cần quan tâm đến ai nữa. Thậm chí là đọc kinh cũng không muốn đọc kinh nữa. Thậm chí là ăn cơm mà tôi ở trong trung tâm mùa vụ. Cái chị làm bếp chị rất là khổ vì cái thằng con trai ấy, nó bị bệnh ghiền điện thoại rồi. Nó vô là cái kiến nó dày cộm suốt ngày, nó vô lúc nào cũng thấy nó quệt. Ngồi ăn cơm mà tay thì xới cơm, còn tay thì quệt. Tay múc cơm, tay quệt. Thậm chí lúc ăn cơm cũng như vậy thì còn giờ đâu mà học, giờ đâu mà đọc kinh, giờ đâu mà nghỉ ngơi nữa. Cái mắt nó cứ dày cộm lên, đừng có trách rằng con mình đứa nào bây giờ cũng đeo kiến dày cộm hết lên. Thế thì, thưa anh chị em, chúng ta đang nói về hiệp hành với thiếu nhi, thì những người làm cha làm mẹ có hiệp hành với con mình hay không, hay là để con mình hiệp hành với điện thoại? Tôi hỏi lại đi. Hiệp hành với game show, hiệp hành với trò chơi điện tử, hiệp hành với những phương tiện truyền thông, mà đôi khi nó ôm cái điện thoại còn hơn ôm mẹ nó. Bây giờ cha hỏi con là bây giờ ôm điện thoại với ôm mẹ, con ôm ai? Con ôm mẹ. Ôi, cho chồng hỏi tay thôi anh chị em. Ôm điện thoại với ôm bố, con ôm ai? Cho một chặng pháo tay nữa thưa anh chị em. Nếu mà nó được như thế, đó là cái phúc cho người làm cha làm mẹ. Còn thường là nó ôm điện thoại thôi. Bỏ bố nó không khóc mà bỏ điện thoại nó khóc, có đúng không? Bỏ điện thoại nó khóc mà bỏ mẹ nó chả sao cả. Rõ ràng là mẹ bỏ nó đó, cái đưa điện thoại cho nó là nó ôm điện thoại thôi, đâu cần mẹ nữa. Mẹ muốn đi đâu đi, chơi đi làm sáng chiều, miễn là có điện thoại nó thôi. Mà điện thoại hết pin nó không mở được là nó khóc. Còn mẹ chưa về, nó bảo mẹ chưa về càng tốt, còn được chơi thêm tiếng nữa.
Chị thấy khủng khiếp không? Đó, chị nghĩ lại thử coi. Những người làm cha làm mẹ mình suy nghĩ thử coi. Ta đang nói hiệp hành với gì gì đó. Nhưng mà ngay chính trong gia đình của mình, đứa con của mình chẳng hiệp hành với nó thì hiệp hành với ai? Ra ngoài đoàn thể, ra ngoài giáo xứ, ra ngoài cộng đoàn, hát ca, khẩu hiệu, đủ thứ hiệp hành hết. Mà ngay chính trong nhà mình thì mình lại bỏ bê, bỏ bẵng, bỏ lơ, bỏ rơi. Những đứa con này có thể là nó sẽ bị bỏ rơi đấy. Những đứa con bị bỏ rơi ngay chính trong gia đình của mình bởi chính cha mẹ ruột của mình. Lý do thì già thông cảm, công ăn việc làm bây giờ bận rộn quá, lo chạy gạo chạy nước. Nhưng mà bên Mỹ còn hơn nữa, còn bận hơn nữa. Vậy thì đâu có phải là vì cơm áo gạo tiền đâu, mà mình bị cái cuộc sống vật chất nó cuốn hút mình vào, mà mình coi cái nhu cầu về vật chất nó nặng hơn vấn đề tinh thần. Coi vấn đề đời này nó là cùng đích hơn là vấn đề đời sau. Cho nên là tất cả tâm trí, tâm sức chỉ dồn vào chuyện công danh, sự nghiệp, vân vân vân. Bố mẹ nào cũng, con ơi ráng đây nha, học nha, rồi thành tài nha, rồi đi làm nha, rồi có tiền nha, rồi thế này thế kia. Có người làm cha làm mẹ nào khuyên con mình cố gắng chịu khó đọc kinh, cố gắng cầu nguyện, cố gắng ngoan ngoãn không? Hiếm lắm. Luôn luôn thúc con mình là phải học giỏi. Và nhiều đứa trẻ ngày hôm nay nó bị áp lực chuyện học hành, nó đã tự tử. Nhảy lầu tự tử, nhảy sông tự tử, rồi treo cổ tự tử, viết lại tuyệt mệnh thư là vì áp lực của gia đình, áp lực việc học quá nặng. May mà mấy đứa bé này nó chưa bị, mà có khi đã đang bị rồi không chừng. Đeo cái ba lô gọc cả người xuống, chất đầy những điện máy điện tử, vi tính, đủ cái thứ gì hết. Rồi học thêm toán, học thêm anh văn, học thêm nhạc, học thêm đủ thứ. Mỗi cái học giáo lý là không học chứ đừng nói mà thêm. Không học chứ đừng nói mà thêm. Trời, cháu nó bận lắm đây này. Thôi cha thông cảm cho, để mốt nó lớn để nó rảnh rảnh cho nó đi học giáo lý. Lớn lên học cái gì nữa mà học. Con bé đây mà không uốn nó thì lớn bé thì gãy cành thôi. Chị để ý cái đó đi. Mỗi người, những người làm cha làm mẹ làm phụ huynh, coi thử coi mình đang giáo dục con mình như thế nào, có hiệp hành với con mình hay không, có cùng nói chuyện, cùng chia sẻ, cùng vui buồn với nó nữa hay không. Vậy thì con ước mong cái gì khi mà con thấy rằng là bị các chị của con toàn là chơi điện thoại, chẳng có chơi với con nữa, thì con chơi với ai? Dạ thưa cha, con chơi một mình. Nếu con chơi một mình con có thấy buồn không? Dạ thưa cha là có. Rồi bây giờ con ước mong cái gì? Thưa cha là con ước mong cơn đại dịch Covid qua đi và mấy chị bỏ điện thoại chơi với con. Biết mấy chị có nghe không? Nếu mà mấy chị không nghe thì chị đó, chị là mẹ của cháu đó, về nói với hai đứa chị của nó. Con có nghe em con nói không? Em còn mong ước rằng đại dịch Covid qua đi. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái ước mơ sau của nó là các chị bỏ điện thoại đi mà chơi với em. Chị về nói với đứa chị của nó đi. Ước mơ của nó là như thế. Hay là nó nói ước mơ bố mẹ là gì? Ước mơ bố mẹ là bớt công, bớt việc đi mà chơi với con. Tôi hỏi anh, có bao giờ anh ngồi chơi với con anh không? Hay là gì? Mày học bài chưa? Mày làm bài chưa? Tháng này bao nhiêu điểm? Học sinh tốt hay học sinh giỏi hay học sinh gì? Học hành như vậy đó phải không? Mày có biết là tao vất vả nuôi nấng cho mày như thế không? Mẹ mày cũng vậy. Thế thôi. Chỉ luôn luôn lúc nào cũng học, 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 học. Mà chẳng biết con mình bao nhiêu người học giỏi sau này trở thành những tên tàn ác, tàn độc. Vì nó chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Mình đang giáo dục con mình trở thành những quái nhân rồi. Những quái nhân rồi. Vì lý do là nó không có cân bằng với cái đầu và trái tim. Nhồi hết vào đầu nó, sọ nó to, não nó lớn. Nó học hỏi, nó hiểu biết bằng cấp đủ thứ hết. Nhưng mà trái tim nó càng ngày nó càng teo lại. Chúng ta đang sống, bắt đầu sống thắng trái tim đây này. Làm sao để có sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm, giữa hiểu biết và lòng thương xót.
Cái trái tim nó càng ngày nó càng teo lại, chẳng biết xót thương ai cả. Nó chỉ biết nghĩ là bố bảo là phải học thành tài, có bằng cấp, có địa vị, làm có tiền, nở mày nở mặt bố mẹ. Thế thôi. Và bố mẹ được nhờ, có chắc được nhờ hay không? Hay là sau này chính cái đó lại là cái tai ương, là cái tai họa giáng xuống đầu anh đầu chị đấy. Bây giờ người mẹ đó, cha bây giờ con không dạy được con cháu nó nữa rồi, bỏ nó, bỏ bê nó vì con đi làm, bây giờ quay trở lại thì trễ rồi. Đây, nếu mà nó ước mơ là ước mơ bố mẹ dành thời giờ cho nó, dành thời giờ nói chuyện với nó, học nghe nó nói, hiệp hành với nó. Như Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nói là mỗi người đều có quyền nói và có quyền được nghe. Mày bé biết gì? Đi khác chơi, thì bố mẹ nói chuyện. Nó vừa mon men đấy là quạt là nạt thôi. Mày bé biết gì? Nó cũng biết chứ. Nó biết rằng bố mẹ không quan tâm đến nó. Nó biết cái đó đó. Nó biết bố mẹ là chỉ muốn học để nở mày nở mặt bố mẹ thôi, chứ không phải vì nó đâu. Nó chỉ là công cụ, là phương tiện để bố mẹ nở mày nở mặt, để hãnh diện với người đời, với thế gian. Chứ cũng nghĩ rằng là nó học để nó thành một con người tốt cho xã hội, cho giáo hội đâu. Không cần biết. Mày cứ học giỏi cho tao, cứ làm nhiều tiền cho tao. Mày coi kìa, đó cái thằng kia đó, bây giờ nó đi làm vậy, bố mẹ nó giờ nó ngồi không mà được hưởng đó. Có con kia kìa, bây giờ nó lấy chồng đó, bây giờ là hai vợ chồng nó ngon rồi đó, bố mẹ không gì. Còn tao đây cứ phải vất vả với mày suốt thế này. Mình kể công kể linh với con mình làm cái gì? Mình kể công kể linh với con mình để làm cái gì? Thương chị em suy nghĩ lại đi. Mấy con chẳng quên mất. Nói say sưa quá, mời tụi con ăn bánh. Đứa nào thích ăn gì lấy cái đó. Đi, tự nhiên đi. Bốc đi con, thích gì? Thích kẹo, thích bánh. Thích gì lấy? Hả? Chú đứa nào thích lấy cái gì đen đen vậy? Tụi ăn tự nhiên đi con. Anh chờ uống nước xong cho nói chuyện tiếp. Rồi bây giờ tới con bé này. Rồi, nãy con đi, mình nuốt đi, nó còn bịt miệng nữa chứ. Rồi nuốt đi, vừa mới cho nó ăn miếng xong rồi hỏi nó thì nó còn sao mà nó sẵn chịu nổi. Thưa anh chị em và các bạn, mình giáo dục con mình làm sao phải có trái tim trước đã. Có trái tim trước đã. Là một con người thì phải biết yêu, biết thương, biết xót. Tập cho con mình có trái tim rộng mở. Rồi trái tim ấy nó sẽ giúp cho trí óc này. Muốn yêu thương thì phải hiểu biết. Muốn yêu thương thì phải hiểu biết. Mà càng hiểu biết bao nhiêu thì càng yêu thương bấy nhiêu. Nó phải như vậy cơ. Chứ còn cứ hiểu biết mà quên mất yêu thương, cứ lo đầu óc, cứ lo lý trí mà quên mất trái tim, tiêu rồi. Thành những quái nhân, thông minh xuất chúng, bao nhiêu những bậc vĩ nhân, nhưng mà làm hại cho thế giới. Chúng ta vừa mới nghe câu chuyện là Hitler đó, phát xít Đức đây. Thế không ạ? Ngày quốc tế thiếu nhi là từ cái câu chuyện của Hitler, phát xít Đức đó. Mà Hitler là vì ngay từ bé ông đã không được yêu thương. Ông bị đá đít, ông bị bỏ rơi, cho nên ông không được nuôi dưỡng bằng lòng thương xót, không được dìm mình trong lòng thương xót của gia đình. Và gia đình giúp ông ấy dìm mình trong lòng thương xót của Thiên Chúa, mà ông dìm trong bạo lực, trong sự cô độc, trong sự cô đơn, thì ông ấy trả thù cuộc đời. Chị em thấy khủng khiếp không? Nào, bé, con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thổng Ngân Anh, năm nay con 9 tuổi. Rồi, bên con 9 tuổi, nãy con có nhớ bạn mình có bao nhiêu người anh chị em trong nhà không? Bạn con vừa mới nói nãy con còn nhớ không? Dạ thưa cha, có. Bạn con tên gì? Mẹ, con tên là... Bạn con này, ngồi bên cạnh con đó, bạn tên gì? Dạ tên là Maria...
Dạ tên là bình tĩnh rồi tĩnh. Bạn đây này, bạn bên tay trái con ấy, tên là gì? Dạ tôi tên Nguyễn Khổng Ngân Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh, bạn ấy bao nhiêu tuổi nhớ không? Dạ tôi tên 10 tuổi. Rồi bạn có mấy anh mấy chị biết không? Dạ tôi cha bạn đấy, nhà bạn đấy có 5 người. Mấy anh mấy chị? Có 2 chị. Rồi, cho một tràng hoa tay thương chiêm vào các bạn. Biết người khác đấy. Nghe câu chuyện của người ta xong rồi mình cứ cho tay này qua tay kia, chẳng cần biết, chỉ biết mỗi mình thôi. Đây, đang tập cho các em đó, biết lắng nghe người khác. Không phải nghe cho nó qua, nghe vẫn còn nhớ mà. Đấy, có nhiều khi chúng ta chỉ biết nói thôi, thích nói cho người khác, mà chẳng chịu nghe người khác, làm sao gọi là hiệp hành. Làm cha làm mẹ cũng chịu khó, nghe con mình đi. Chị có bao giờ chị nghe con chị nói chuyện, hôm nay con đi học thấy gì không? Con có gì con muốn kể cho mẹ nghe không? Con coi câu chuyện Sư Tích Cũ, con có coi chuyện Sư Tích Cũ không? Dạ thưa cha có. Rồi những câu chuyện ngày thứ năm con coi con có thích không? Dạ thưa cha có. Con có coi không? Dạ có. Con thích không? Dạ có cha. Ai, bố mẹ con có chỉ cho con coi hay làm sao con biết mà con coi? Dạ ba mẹ con chỉ. Còn con ai chỉ? Dạ thưa cha mẹ con chỉ. Rồi mẹ con chỉ cho con coi về chuyện Sư Tích Cũ ngày thứ năm. Thế thì con hỏi lại con, nhà con có mấy người tất cả? Dạ thưa cha 4 người. Rồi ai? Dạ ba mẹ con và em trai của con. Rồi em trai của ba mẹ rồi con rồi em trai của con. Rồi con có hay ở nhà con có làm gì để giúp ba mẹ không với em con không? Dạ thưa cha, con chỉ giúp mẹ làm việc nhà như quét nhà, lau nhà, rửa bát và nấu cơm. Rồi có bắt nạt tại em không? Dạ, lâu lâu em trêu con thì con đánh lại. Vì cái tội nó dám trêu con, phải không? Ừ. Rồi, con có biết con đang nói chuyện với ai không? Đang nói chuyện với ai đây? Dạ thưa cha, con đang nói chuyện với cha Long. Mà con đã biết cha bao giờ chưa? Dạ thưa cha, con biết rồi. Biết hồi nào? Con biết hồi con lên làm chứng. Ý con bé tí mà làm chứng cái gì? Con lên làm chứng cầu cho ba mẹ con bỏ ma túy. Thật không? Hả? Dạ thật. Thương chị em một đứa bé mà nó mới có, con năm nay là 9 tuổi phải không? Dạ. 9 tuổi. Vậy thì con gặp cha hồi đó, con làm chứng hồi nào? Dạ thưa cha, con làm chứng hồi con... 3 tuổi. 13 tuổi. Làm chứng 13 tuổi. Làm chứng là con cầu nguyện cái gì cho ba mẹ con, sao nói cho mọi người nghe coi. Dạ thưa cha, con làm chứng cho ba mẹ con bỏ ma túy. Làm sao con biết là ba mẹ con có ma túy mà con cầu nguyện để ba mẹ con bỏ ma túy? Dạ thưa cha, ba mẹ con hồi nhỏ, ba mẹ con cho con ngủ thì con không ngủ được. Con hé mắt ra, con thấy ba mẹ con đang chơi cái gì bột màu trắng. Chơi bột màu trắng rồi sao nữa? Chơi bột màu trắng, ba mẹ con lấy cái chai nước ngọt cả uống hút vô, đổ cái bột màu trắng vô hút. Chúng hút rồi sao? Con thấy ba mẹ con hút xong ba mẹ con làm phê như thế nào? Ba mẹ con hút xong rồi con buồn ngủ, con ngủ luôn. Rồi sao, rồi ba mẹ con bị, sao con biết đó là ma túy? Dạ thưa cha, con về con kể với bà nội nói cho con. Dạ. Rồi con cầu nguyện với Chúa như thế nào? Dạ thưa cha, con cầu nguyện cho ba mẹ con từ bỏ ma túy. Dạ, con nói Chúa sao vậy? Con tưởng tượng con đang nói với Chúa, lúc đó con cầu nguyện với Chúa như thế nào? Chúa ơi! Chúa ơi! Xin cầu nguyện cho ba mẹ con bỏ ma túy và chơi với con nhiều hơn. Thưa anh chị em, mỗi gia đình, mỗi cảnh khác nhau. Một đứa bé mà nó được lớn lên trong một cái bầu khí quá nặng nề như vậy, không như là em bé trai này. 3 tuổi, nằm trên giường, hé mắt ra, thấy bố mẹ đang chơi cái gì trắng trắng từ một cái chai nước. Về hỏi rằng, bà ơi, ba mẹ con làm gì đấy? Ma túy đấy con ạ. Và thấy
bố mẹ như thế đấy. Mà cầu nguyện rằng Chúa ơi cho bố mẹ con bỏ ma túy để chơi với con. Mà nếu anh chơi ma túy hỏi rằng anh mê ma túy hay là mê con anh nói đi. Một là anh bỏ ma túy hay là anh bỏ con, anh bỏ cái gì, anh nói đi. Bỏ con. Anh mê ma túy với mê con cái, anh mê cái gì? Mê ma túy. Và đó là cái thực tế, đó là một cái sự thật. Một đứa bé này, nó tội tình gì mà nó phải chịu đựng trong một gia đình như thế. Và ngày hôm nay rất nhiều gia đình, bố mẹ không ma túy thì rượu chè, không rượu chè thì cờ bạc, không cờ bạc thì đánh nhau, không đánh nhau thì cãi nhau. Nó thấy trước mắt nó toàn là những gương mù gương xấu. Mà Chúa nói rằng là nếu làm cớ cho một trong những em này vấp phạm thì thà cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. Có bao giờ các anh chị là những người làm cha mẹ, là phụ huynh nghĩ rằng mình đang làm gương mù gương xấu cho con mình hay không? Có bao giờ mình trăn trở rằng là tôi có làm gương sáng gương tốt gì cho con của tôi hay không? Và tôi cũng vậy. Người mục tử làm gương mù cho giáo dân thì cũng đáng buộc cối đá vào cổ mà ném xuống biển lắm. Người giáo dân đã đang trông nhờ, trông mong, trông đợi, trông chờ những tấm gương sáng của những người mục tử. Cũng giống như là những đứa con, nó nhìn vào gương sáng của cha, của mẹ nó. Bố nó bảo nó không được chửi thề mà nói, mày chửi thề rồi tôi đá mày chết nha con, đồ khốn nạn, đồ mất dạy. Mình vừa mới nói con mình không được chửi thề mà mình nói như thế thì còn gì nữa. Rồi nó nghe bố nó nói chuyện với bạn bè đủ đèo đủ thứ hết. Rồi nó nghe mẹ nó nói chuyện với người hàng xóm, giọng tranh chua rồi thế này thế khác. Rồi nó giật mình thức dậy, thấy bố mẹ đang hục hạc, đang đánh nhau, đang cãi nhau. Những cái gương đó là gương sáng hay là gương tối, gương mờ hay gương tỏ. Và như thế, chúng tôi cũng thế thôi. Chúa sẽ hỏi Trần Đình Long, bao nhiêu người được ơn quay trở lại nhờ gương sáng của con? Và bao nhiêu người bị vấp ngã, vấp phạm vì gương tối, gương mù, gương xấu của con? Trong giáo hội, chúng ta không nói, không né tránh sự thật, và Đức Thánh Cha cũng chẳng tránh né sự thật, để cho ta thấy biết bao nhiêu gương xấu của hàng giáo sĩ, từ hồng y giám mục, linh mục đến tu sĩ, nặng ấu dâm, nặng bạo hành, lạm dụng, làm cho biết bao nhiêu em trở thành nạn nhân. Chúng tôi đấm ngực mình, anh chị em mỗi người chúng ta cũng đấm ngực mình, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Những người làm cha mẹ, những người làm mục tử, những người làm thầy cô, những người làm giáo dục, là giáo lý viên, mà không hiệp hành với các em thiếu nhi, không hiệp hành với giáo dân, với con chiên, với bổn đạo, với học trò, với những đứa con của mình, mà chúng ta hiệp hành với quyền lực, chúng ta hiệp hành với danh vọng, với chức tước, với địa vị, với vật chất. Và chúng ta che giấu đi biết bao nhiêu sự thật, chúng ta sống một cách dối trá. Những đứa con, mỗi ngày nếu mà nó khám phá ra sự thật, người cha nơi mẹ của nó, thì nó sẽ nghĩ như thế nào, thưa anh chị em và các bạn? Một đứa bé mà 3 tuổi đã lên làm chứng rằng con cầu nguyện, đôi khi con cầu nguyện như vậy, kết quả là ba mẹ con có bỏ được ma túy hay không? Dạ thưa cha có. Hallelujah! Hallelujah! Ta ơn Chúa! Con nói lại coi lúc đó con cầu nguyện được ba mẹ con bỏ được ma túy như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, lúc đó con cầu nguyện ba mẹ con bỏ ma túy chơi với con nhiều hơn. Rồi lúc mà ba mẹ con chơi ma túy, con buồn như thế nào? Có ai chơi với con hay không? Dạ không, chỉ có em con chơi với con thôi. Rồi bà con thì sao? Lúc đó ba mẹ con chưa được con cho bà con.
Con đang ở nhà ngoại. Xong rồi, lúc con gần lên 1 tuổi, ba mẹ con mới đưa con cho bà con. Bà con cũng hay đi bán hàng, không có chơi với con nhiều. Rồi con có nói với ba mẹ con, hoặc ba mẹ con có nói gì với con bao giờ không? Như cha đang nói với con. Dạ không. Ba mẹ con toàn đi chơi thôi, con ở nhà một mình với bà con. Rồi rồi bà con có dạy con đọc kinh cầu nguyện gì để con cầu nguyện cho ba mẹ của con hay không? Dạ có. Bà nói sao? Bà nói con đọc kinh cầu nguyện cho ba mẹ con bỏ ma túy mau hơn. Vậy con có nói với ba mẹ là đừng hút ma túy, đừng chơi ma túy nữa không? Con có nói với ba má như vậy không? Dạ không. Rồi lúc con cầu nguyện với Chúa như vậy con thấy làm sao? Dạ, con thấy rất buồn, nhớ ba mẹ con hơn. Rồi lúc ba mẹ con bỏ ma túy rồi thì con nói với Chúa làm sao? Dạ, con nói với Chúa cảm ơn Chúa vì đã cho ba mẹ con bỏ ma túy về chơi với con nhiều hơn. Rồi sau khi ba mẹ con bỏ ma túy thì ba mẹ con có thương con, có nói chuyện với con nhiều hơn, có nói gì với con không? Dạ thưa cha không, mà mẹ con bắt con học nhiều. Ba mẹ con bắt con học nhiều, học thêm. Ba mẹ con vẫn không chơi với con nhiều hơn, ba mẹ con chỉ lo làm việc thôi. Thương chị em và các bạn, tôi không ngờ rằng đứa bé nó lên nó hiệp hành, nghĩ rằng là nó sẽ kể những câu chuyện vui. Cái tuổi thơ em ước mơ gì, nhưng mà nó lên nó lại làm cho chính bản thân tôi có cái gì nó đắng lòng, nó nghẹn họng. Chắc chắn rằng rất có nhiều gia đình bây giờ đang như thế. Bố mẹ không ma túy thì bố mẹ lại lo công việc nhiều hơn, vẫn chưa quan tâm đủ đến con, vẫn chưa hiệp hành với con của mình. Có biết đâu rằng lúc mình đang ăn chơi như vậy, lúc mình đang sa đà như vậy, lúc mình đang lao đầu vào công việc như vậy, để cho đứa bé nó ở nhà, nó mòn mỏi, nó chơi với ai bây giờ? Nếu Chúa không gìn giữ thì đứa bé này nó còn được ngồi đây nó nói như vậy hay không? Nếu không có người bà ở bên cạnh để nhắc nhở nó cầu nguyện cho ba má nó, thì trong đầu óc nó chất chứa những cái gì? Toàn những tiêu cực thôi, toàn những gương mù gương xấu. Nó lớn lên thành một đứa bụi đời, thành một đứa lang bạt giang hồ, thành một gái làng chơi, thành một thằng du đãng, vân vân và vân vân. Chuyện là chuyện đương nhiên. Và rất nhiều những tay anh chị mà xuất thân toàn từ những gia đình vỡ nát, bể nát, hoặc là gương mù, gương xấu như vậy. Có đứa nó nói, nó xin cầu nguyện: cha ơi, cha cầu nguyện cho gia đình con đi. Ba mẹ cũng một đứa con gái và một đứa anh. Tụi con đã là sinh viên rồi, mà bây giờ cứ mỗi lần về là thấy bố nắm đầu mẹ con dập đầu vào tường. Có lần anh con chịu không nổi nữa đánh lại ba con, thế là xảy ra chuyện hổ phụ hổ tử, sâu xé nhau, rồi đuổi hết cả nhà đi. Biết bao nhiêu lần con đã phải 12 giờ đêm mẹ con dắt dìu nhau ra ngoài đường, vì bố say nổi cơn điên lên, nếu mà không đi là đốt cả nhà, đốt cháy hết cả nhà, tôi thiêu luôn cả mẹ con. Chắc cầu nguyện với Chúa đi, cầu nguyện cho con đi, cho gia đình con đi. Không có tiền học, phải đi dạy thêm, vừa đi làm vừa đi học.
không dám xin tiền bố mẹ. Mà thằng anh làm được đồng nào về là bố lấy đi mua rượu uống. Uống xong là đánh mẹ, là chửi con, là đuổi cả nhà đi. Cứ như thế, cứ như thế. Rồi có những đứa bé nó lớn lên, nó thấy bố mẹ nó không ngồi nói chuyện được với nhau, không đối thoại được với nhau, không hiệp hành được với nhau, thì làm sao mà có thể hiệp hành được với con cái của mình? Bố mẹ không có tiếng nói chung, bố mẹ không lắng nghe nhau, bố mẹ không đón nhận nhau, bố mẹ không tha thứ cho nhau. Mỗi người đều có cái tôi to đùng của mình. Và mỗi lần ngồi nói chuyện là lại lôi lại chuyện cũ ra, lôi những cái quá khứ ra, lôi những cái tiêu cực, những cái tật xấu, những cái tội của người khác ra tố thôi. Thì đứa bé nó chứng kiến chuyện đó, hay là thằng con nó chứng kiến chuyện đó, làm sao mà nó ngoan được? Nó sẽ cảm nhận thấy rằng là bố mẹ nó như thế thì nó cũng sẽ bắt chước như thế thôi. Và cuối cùng là các anh chị nhận lấy hậu quả do chính các anh chị gieo. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Bây giờ muốn sửa lại cái đó thì phải sửa từ cái hiện tại này, đừng sửa quá khứ. Quá khứ không sửa được nữa. Chúa nói với Faustina rằng cho dù các thánh cũng không sửa lại được quá khứ đâu. Quá khứ đã qua là qua, con giữ nó làm gì, trao phó hết cho ta đi. Trao phó hết cho ta đi. Bây giờ tương lai thì chưa đến và chưa biết như thế nào, thì hãy sống giây phút hiện tại này. Hãy sống giây phút hiện tại này, quên hết cái quá khứ. Mà nếu còn gì dằn vặt, nếu còn gì cắn rứt, nếu còn gì khó chịu, còn gì bận lòng thì dâng hết cho Chúa trong tháng 6, tháng trái tim này. Trái tim Chúa mở ra và mình thả vào đó đi. Thả vào đó nỗi buồn, thả vào đó những thành kiến, những định kiến, những tội lỗi của mình và cả tội lỗi của người bạn đời mình nữa. Rồi hai vợ chồng ngồi với nhau, chúng ta bắt đầu làm lại cuộc đời, làm lại hạnh phúc đã đánh mất vì do hai người, mỗi người cầm một cái búa mà đập nát cái hạnh phúc đó ra. Bởi cái thành kiến, bởi cái mặc cảm về mình và người khác. Và cũng bởi cái tính người chồng thì là gia trưởng, cái gì cũng muốn mình làm chúa, làm chủ, điều khiển hết tất cả, vợ là chỉ có vâng phục. Còn người vợ thì không thể chấp nhận cái đó được. Và cuối cùng hai người không ai chịu ai, không ai nhường ai cả. Bình đẳng đi, có tiếng nói chung đi, lòng thương xót đi, nghĩ đến con của mình đi. Dành thời giờ cho nhau và dành thời giờ cho con đi. Bớt những chuyện bên ngoài đi, cơm áo gạo, tiền danh vọng, chức tước địa vị, ngay cả những hoạt động xã hội. Nếu mà nhà không yên, hoạt động xã hội làm sao mà ổn? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu thân mình, nhận biết mình lỗi lầm, thân tu, thì gia mới tề, quốc mới trị và thiên hạ mới bình được. Trong tháng 6 này, chúng ta quay lại với nhau, làm cha, làm mẹ, các anh chị hiệp hành với nhau đi. Hai trái tim, mình với ta tuy hai mà là một đi. Đừng có lúc nào ta với mình tuy một vẫn là hai, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng mình với ta tuy hai là một đi. Mình ơi, bên kia cũng mình ơi. Tiếng Việt Nam nó thân thương như thế đấy. Để cho những giọt nước mắt của những đứa bé này đừng phải chảy vì buồn, vì tủi, mà những giọt nước mắt vì sung sướng, vì hạnh phúc. Nếu mình đã gây ra những cái hậu quả thì bây giờ sửa lại hậu quả đó vẫn chưa muộn. Chúa nói không bao giờ muộn, không bao giờ trễ trong lòng thương xót Chúa. Lúc nào Chúa cũng sẵn sàng và lúc nào Chúa cũng vứt hết tất cả những cái quá khứ của mình, chôn vùi cái đó. Tội của con ta đã ném xuống biển, lỗi của con ta đạp dưới chân. Lúc này con là một tạo vật mới. Lúc này em là người yêu đầu đời đầu tiên của anh là người yêu đầu đời đầu tiên của em. Chúng ta bắt tay lại, làm lại từ đầu, hiệp hành với nhau và hiệp hành với con cái của mình. Bây giờ con ước mong gì bé? Dạ thưa cha, con chỉ ước mong được ở bên gia đình bà, đi một buổi chơi đầy đủ người thôi ạ. Nó có ước mong nhà lầu không? Nó cứ mong xe hơi không? Nó cứ mong phải bố mẹ nó phải là đại gia không?
Nó cứ ước mong rằng là nó phải mâm cao có đầy không? Con chỉ ước mong là được ở bên gia đình và cả nhà đi chơi với nhau một bữa. Ước mơ quá đơn giản mà. Ước mơ quá bình thường. Vậy mà sao nó xa ngoài tầm tay với? Tao bận lắm mày. Được xếp được bố thì mẹ không đi được. Xếp được mẹ thì bố không đi được. Xếp được bố được mẹ thì anh không đi được. Xếp được anh được chị thì chính nó không đi được vì nó bây giờ thi. Ai cũng có lý do. Mà những cái lý do đó chúng ta có thể khắc phục được nếu ta thấy rằng là cái đó là cái điều cần thiết hơn những cái khác. Vì mình không thấy được gia đình mình, tổ ấm mình, nó đã trở thành tổ lạnh này, thành tủ lạnh này. Vậy phải cho nó vào cái microwave để hâm nóng lại đi. Mỗi trái tim của chúng ta bây giờ đều là những cái tủ lạnh. Microwave không hoạt động nữa. Cho nó vào trong trái tim Chúa để Chúa làm cho nó nóng lại đi. Những trái tim mùa đông, trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Con có biết về trái tim ngục tù, trái tim mùa đông không? Yeah. Không. Không. Con biết không? Yeah, không. May quá nó không biết. Thì con có biết bài là em có ba là em có má không? Dạ yeah, biết. Biết không? Dạ yeah, có. Rồi bây giờ hai chúng con cùng hát bài em có ba là em có má cho mọi người cùng nghe. Ai biết hát thì hát, ai biết vỗ tay thì vỗ tay nha. Nào, ơi chị em ơi. To lên. Ơ các bạn ơi. Ơi. Các bạn có ba không? Dạ có. Các bạn có má không? Dạ có. Em có ba. Em có má. Má thương em như suối trong ngày sinh ra. Mẹ nâng nhu chân. Mẹ hứng nhu hoa. Mẹ hôn vào lòng. Tại sao bây giờ nghe nó lạ thế nhỉ? Nâng cái gì? Nâng tiền, hứng bạc và ôm vàng. Hỏi thật chị, có bao giờ chị ôm con vào lòng và chị nói với nó rằng mẹ yêu con lắm không? Có bao giờ bố mẹ con nói với ôm con vào lòng và nói bố mẹ yêu con lắm không? Dạ chưa. Con? Yeah, được một lần rồi. Được một lần rồi. 9 năm một lần. Nghĩ sao? Thì con ước mơ mẹ con làm, bố mẹ con làm gì cho con? Dạ, yeah, thưa cha, con ước mơ bố mẹ con không bắt con học tập nữa. Và cho con nhiều thời gian chơi hơn. Chúng ta làm áp lực cho con mình quá, bắt nó học quá. Không có nó, không có thời giờ để nó chơi. Tuổi thơ, bây giờ tuổi thơ Việt Nam là tuổi thơ dữ dội. Tuổi thơ của học, học và học. Đừng ngạc nhiên khi 2 năm nữa hoặc 3 năm nữa nó viết lại một lá thư tuyệt mệnh và nó bảo con không chịu nổi áp lực của việc học. Con vĩnh biệt bố mẹ. Chúng ta thấy rõ. Mình hiệp hành với con mình sao để cho có sự cân bằng về thể xác, về tinh thần, về lý trí và trái tim. Vì việc học hành, việc đạo, việc chơi nó phải một sự cân bằng. Chúng ta cho con mình nó lệch hết. Tôi nói rằng bây giờ tất cả đều bị lệch hết rồi. Đi đều bị siêu, nghiêng cái đầu xuống, nặng quá. Đi đâu cũng gục đầu xuống. Đứa nào đi cũng nghiêng bên này gục đầu xuống. Vì nó bị lệch. Nhồi quá và nhiều vào đầu nó. Bằng cấp đi, địa vị đi, chức tước đi. Nặng quá nó lệch hết rồi. Còn con ước mơ gì nơi cha mẹ của con nói. Bố mẹ con ngồi dưới con nói đi. Nói như đang nói với bố mẹ con. Con ước mơ bố mẹ con dành nhiều thời gian chơi con hơn. Và luôn mong muốn cho con
đừng có quá ép con vào việc học. Vẫn cứ thế, vẫn bố mẹ dành thời giờ cho con hơn. Có thể chị dành mua bánh cho nó, mua kẹo cho nó, có thể anh mua đồ chơi cho nó hơn. Nhưng mà nó cần thời giờ thì anh lại không cho. Tao có giờ đâu mà. Này, chơi đi, này, bánh đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nó đâu có ăn đâu, nó có thích đâu. Nó thích ngồi nói chuyện với nó như bây giờ cơ mà. Anh chị em thấy không ạ? Dành thời giờ cho con mình đi. Bây giờ thì con có bài hát gì hát tặng cho các bạn nghe tí, bài gì con? Dạ thưa cha, cầu cho cha mẹ. Cầu cho cha mẹ hai. Con bài gì? Cầu cho cha mẹ hai luôn. Cầu cho cha mẹ hai luôn. Còn bài gì của chúng con nữa hay không? Mình sẽ kết thúc bằng bài cầu cho cha mẹ hai. Còn bài gì của chúng con? Bài gì con còn bài gì nữa không? Bài thương con. Bài gì? Bài thương con. À, ba thương con. À, biết bài đó ba thương con không? À, hai đứa cùng hát chung nào. Ba. Ơ, các bạn ơi. Ôi. Ba các bạn có thương các bạn không? Dạ có. Có nhiều đứa nó không dám nói. Mà sao không nói, vì ba có thương con đâu mà con nói. Có nhiều đứa đi chia sẻ lớp giáo lý, đọc kinh lạy cha đi, nó không đọc. Rồi sao sao con đọc kinh lạy cha? Vì mỗi lần con đọc kinh lạy cha lại con nhớ đến cha của con không đọc được. Vì sao vậy? Cha ở trên trời, cha cứ nói là cha là người cha nhân từ, cha đầy lòng xót thương. Nhưng mà người cha của con thì không nhân từ, không xót thương, đánh đập con suốt ngày. Con không đọc kinh lạy cha được. Hình ảnh người cha trên trời bị những người cha dưới đất làm cho tan nát hết đấy. Thôi vậy thì con gọi Chúa là mẹ được không? Dạ được, vì mẹ con thương con lắm. Chúa có là mẹ được không? Dạ, được. Chứ không phải Chúa chỉ là người cha, cho nên chúng ta đừng giam hãm Chúa trong hình ảnh một ông già râu tóc bạc phơ. Không, là sai rồi. Chỉ có Đức Giêsu Thiên Chúa làm người mới mang hình ảnh của con người mới có thấy. Mình mới thấy được Chúa Giêsu với hình ảnh như thế này. Còn Chúa Cha ngôi thứ nhất và Chúa Thánh Thần ngôi thứ ba đứng vô hình, ta không thấy được. Thì đừng có tạc hình Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Giêsu cho ta hình ảnh. Mà Chúa Giêsu nói ai thấy ta là thấy cha rồi. Còn đòi cái gì nữa? Ta và cha ta là một rồi. Tại sao mình tạc hình ảnh một ông già làm chi nữa? Vì bố nó ác quá, làm sao mà hình ảnh người cha được? Mà nó thấy rằng một người mẹ thì sao? Chúa có trái tim của người mẹ mà. Chúa có cái đầu của người cha mà. Vừa lý trí, vừa trái tim, vừa tình cảm mà. Yêu thương con người toàn vẹn mà. Nào, chúng ta cùng nhau hát bài. Ơ anh chị em ơi. Ơ các bạn ơi. Ơi. Các bạn có thương ba không? Dạ có. Ba các bạn có thương các bạn không? Dạ có. Các bạn có thương má không? Dạ có. Má các bạn có thương các bạn không? Dạ có. Thưa chị em và các bạn, chúng ta tạm khép lại buổi hiệp hành với thiếu nhi hôm nay. Trước khi chia tay, đầy trà có hai món quà gửi tặng cho chúng con về chia cho mấy anh chị em trong nhà nhé. Đây, gửi tặng con. Đây, tặng con. Con cảm ơn cha. Rồi, con có muốn cái máy này về cho bà không? Dạ, có. Đây, gửi tặng con cái máy về cho bà nhé. Rồi, con có muốn cuốn sách này về tặng cho bố mẹ không? Dạ có. Đây, tặng cho con cuốn kinh nguyện lòng thương xót về cho bố mẹ. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng với hai em này hát bài cầu cho cha mẹ. Xin mở cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Trang mấy con? Trang 79. À, trang 79. Ta hát kết thúc cầu cho cha mẹ. Cầu cho những người làm cha làm mẹ biết hiệp hành với con của mình. Cầu cho những người làm cha làm mẹ dành thời giờ cho con của mình. Cầu cho những người làm cha làm mẹ biết chơi với con của mình, biết lắng nghe con của mình, biết nói chuyện với con của mình, biết chia sẻ với con của mình. Cầu cho những người làm cha mẹ biết hiệp hành với con trong chương trình Hiệp hành với thiếu nhi.
Bài nào? À, xin Chúa Gia chúc lành. Rồi, xin Chúa Gia chúc lành. Mời anh chị em và các bạn lấy cầu cho cha mẹ 279. Cảm ơn các bé nha. Chúng con chào cha.